nhưng mà suy nghĩ này rất nhanh sắp biến thành ý loạn tình mê, không hiểu, mùi của giống được trên cơ thể của nam nhân khiến thể xác và tinh thần của nàng run rẩy, cảm thấy chân tay không có sức lực, giống như gặp phải người mạng định sẵn sẽ làm vương, nhất định khiến nàng thư phục, nhất định sẽ chinh phục nàng. Xoẹt, viên cương một tay kéo quần áo trên người nàng xuống, thoáng chốc cảnh xuân lộ ra. Rời khỏi nơi xa hoa đồi trụy, tần miên trở về nơi hậu viện thanh tịnh của mình. Trừ một ít khách quý ra thì nàng ta cũng không cần phải lúc nào cũng xuất hiện ở tiền đường, khách bình thường thì người phía dưới ứng phó là đủ. Tần tỷ, một hán tử canh giữ ở hậu viện lên tiếng chào, tần nguyên đứng ở viện nhìn xung quanh, hỏi đông ra đâu. Về phòng rồi, hán tử trả lời, sau đó tiếp tục nhắc nhở, an thái bình của đậu xem ảnh một hũ quán tới, cũng đi vào phòng đông ra. Một nam nhân bên ngoài bước vào khuê phòng của tô chiếu. Tần nguyên ngẩn ra, bỗng quay người đi. Nàng ta thấy rằng hai người này là muốn nói chuyện gì đó nên trốn tránh, muốn đi xem rốt cuộc là chuyện gì. Một đường đi đến cửa khuê phòng của Tô Chiếu, đang định đưa tay lên gõ cửa nhưng phòng truyền ra tiếng động, khiến tay nàng ta dơ lên để gõ cửa cưng đờ. Tần Nguyên cho rằng mình đã nghe lầm rồi, thậm chí nhìn xung quanh một lượt, còn nghĩ là mình đi nhầm phòng. Bởi vì tiếng động bên trong thật sự khiến nàng ta không thể tin được. Nhưng mà sự thật đã chứng minh nàng ta không đi nhầm chỗ, trong phòng truyền ra tiếng động khó nghe mà nàng ta đã quá quen thuộc, ở trong bạch vân gian nhiều năm như vậy, thật sự là quá quen thuộc, nàng ta nghe xong thì lập tức biết bên trong đang làm gì, hơn nữa còn rất dữ dội. Càng khiến nàng ta khó có thể tin chính là, bên trong thỉnh thoảng có tiếng tô chiếu say mê nói mớ vang lên, ngẫu nhiên nói ra một hai câu không giống như là bị ép buộc, mà mơ mơ màng màng như người say rượu thì đúng hơn, khiến vẻ mặt tần miên co rúm lại. Tần miên giơ tay lên định đẩy cửa ra, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống, chậm rãi quay người, đứng dưới mái hiên. Nhìn màn đêm đen tối, nghe tiếng động bên trong căn phòng sau lưng rất lâu vẫn chưa ngừng lại, vẻ mặt nàng ta nghiêm nghị vô cùng. Mưa tạnh mây tan, trong phòng yên tĩnh trở lại, trên giường, hai người trần chuồng, nam nhân nằm thẳng, nữ nhân mái tóc rối loạn nghiêng người quay lưng lại. Viên cương kinh ngạc nhìn trần nhà, mông lung, càng nhiều hơn là sự phiền muộn và hối hận, hắn ta không nghĩ rằng mình cư nhiên có thể làm được chuyện như vậy. Cảm xúc hỗn loạn dưới sự kích thích, thật sự là hắn ta tới là có mục đích nào đó, nhưng sau sau khi tỉnh táo lại, hắn ta thật sự hối hận, mình sao có thể làm ra chuyện như vậy. Tô Chiếu như người cuộn mình, đường cong cơ thể uyển chuyển, da thịt trắng nõn như tuyết, mái tóc rối xù với gương mặt mê loạn. Giang ngà cắn môi rất lâu không nhả ra, vừa mới nãy nàng cho rằng mình sắp bị viên cương dày vò đến chết mất, giống như đang ở trên thiên đường đột nhiên rơi xuống địa ngục, thiếu chút nữa là hồn phi phách tán. Bây giờ tỉnh táo, cũng ý thức được mình vừa rồi đã trải qua chuyện gì nàng cũng mờ mịt, chẳng biết tại sao có thể như vậy, mình rõ ràng có thể cự tuyệt, nhưng bị nam nhân này ôm rồi hôn một cái, dường như mùi của giống được cường hãn kia trong nháy mắt biến mình thành tiểu nữ nhân, trong nháy mắt cảm mình bị chìm đắm vào trong đó, lý trí và cảm xúc tranh đấu, cuối cùng thì lý trí cũng bại dưới tay cảm xúc, thế là càng hãm sâu vào trong đó. Đầu óc cô bây giờ lúc thì tỉnh táo lúc thì hỗn loạn. Tỉnh táo là bởi vì nàng biết đã xảy ra chuyện gì, hỗn loạn là bởi vì trong đầu khi thoảng sẽ xuất hiện hình bóng của thiệu bình ba cảm giác mình đã làm ra chuyện có lỗi với thiệu bình ba nàng và thiệu bình ba đã hứa bên nhau cả đời nàng cho rằng cuối cùng mình và thiệu bình ba ở bên nhau là chuyện đương nhiên sau khi trải qua giấc mộng này có một số việc đột nhiên nàng dường như hiểu rõ chuyện ở bên thiệu bình ba là chỉ có mình nàng cho là điều hiển nhiên người nam nhân khiến mình thực sự phải lòng thật ra lại người đang nằm bên cạnh đây chỉ là tự nàng lừa dối bản thân mình mà thôi khiến cho bản thân không phân biệt rõ ràng được bây giờ suy nghĩ một chút nàng rõ ràng nhận thức được từ lần đầu tiên gặp nam nhân này nàng đã có cảm giác sau này mới có thể cố ý thăm dò mới có thể cố ý tiếp cận giờ đây nàng đã hiểu rõ suy nghĩ của mình lúc đó chỉ là nàng coi nhẹ nó mà thôi sau khi trải qua việc này nàng nghĩ rằng bản thân vừa mê mang vừa tỉnh táo kỳ thật trong tiềm thức của nàng biết mình tiếp xúc và hiểu thiệu bình ba biết rõ thiệu bình ba là hạng người gì thiệu bình ba coi trong gian sơn hơn bất kỳ thứ gì sau khi công thành danh toại y cũng sẽ không lấy nữ nhân có thanh danh như nàng đâu thật ra nàng luôn nhận biết được điều này vẫn luôn biết nhưng lại vẫn ôm hy vọng nam nhân đang ở bên cạnh này đã hoàn toàn chặt đứt chút hy vọng này của nàng nó cũng đã tạo cho nàng lý do và quyết tâm để thanh tỉnh lại nàng không biết mình vừa rồi làm theo hắn ta có phải là đại biểu trong tiềm thức mình có một suy nghĩ nào đó thật xin lỗi viên cương nhẹ nhàng nói hiện tại hắn ta cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể nói lời xin lỗi cũng không dám nhìn nàng, bây giờ mới biết phi lễ chớ nhìn. Tô Chiếu bỗng nhúc nhích, vẫn không quay lại, hỏi tại sao lại nói xin lỗi. Viên cương không biết nên giải thích như thế nào, cả người trống lên, đang muốn ngồi dậy. Tô Chiếu vươn cánh tay về phía sau, chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn ta, không cần phải xin lỗi, là ta tự nguyện. Ở mức độ nào đó mà nói, thật ra cũng là nàng tự nguyện, nếu không thì viên cương cũng chẳng ép được nàng. Viên cương chậm rãi nghiêng đầu nhìn nàng. Tô Chiếu từ từ quay người lại, thân thể bại lộ trước ánh mắt của hắn ta, khiến nàng thẹn thùng e lệ vô cùng, dứt khoát nhào tới, ôm viên cương, áp đảo hắn ta, nằm ở trên ngực hắn ta, hai người bốn mắt nhìn nhau. Người bây giờ đã biết, ta không phải là nữ nhân của Tây Viện Đại Vương Hảo Vân Thắng. Tô Chiếu nhắc nhở hắn ta một câu, dường như ẩn ý muốn nói, người phải chịu trách nhiệm với ta. Viên cương im lặng, không biết nên nói cái gì. Tô Chiếu, có một số việc hiện tại không có cách nào có thể giải thích với người được, trong lúc này cũng không thể nào nói rõ được, tóm lại ngươi không nên ở trong phòng ta quá lâu, đi thôi, đi nhanh một chút, lập tức rời khỏi nơi này, cũng không cần phải nói với bất kỳ ai, hôm nào đó ta sẽ đến tìm ngươi, sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Gương mặt như vẽ, gò má ửng hồng, trong sự xinh đẹp của nàng, chậm rãi cúi đầu, đôi môi anh đào chạm nên môi viên cương, nụ hôn chủ động giống như chuồn chuồn lướt qua vậy, mặc kệ ngươi nghĩ gì, ta cũng không hối hận. Dứt lời nhanh chóng đứng dậy, lấy chân gấm trên giường đắp lên thân thể của mình, quay đầu sang một bên, không dám nhìn thân thể cường tràng rắn chắc như đá kia, nghĩ lại đều đỏ mặt, lần nữa thúc giục đi, đi mau. Viên cương nhanh chóng bỏ dậy, nhặt y phục của mình, cấp tốc mặc vào, cũng không quay đầu lại, giống như chạy trốn mở cửa đi luôn. Lúc đi đến cửa hậu viện, một hạ nhân đưa tay tiến, an lão bản, đi thong thả. Nhưng ngay lúc viên cương đi qua người tên hạ nhân, tên đó đột nhiên ra tay, điểm một huyệt trên lưng viên cương suy nghĩ viên cương đang hỗn loạn, chính là thời điểm sự cảnh giác của hắn ta thấp nhất. mươi 521 là ta tự nguyện hai Bên cạnh xuất hiện thêm một người phối hợp, im lặng không tiếng động, chế ngự được viên cương. Rất nhanh, viên cương hôn mê bị hai người sốc lên, nhìn về phía đỉnh đài lầu các, tần miên đang lạnh lùng đứng đó. Tần miên cua cô tay áo, hai tên hạ nhân lập tức lôi viên cương đi. Tần miên quay người đi tới cửa phòng tô miên, lần này, nàng ta không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào luôn. Trong phòng, Tô Chiếu đang mặc quần áo, bị viên cương dày vò quá sức, động tác có chút bất tiện, đột nhiên có người xông vào, có tật giật mình, nàng càng hoảng sợ. Thấy là Tần Miên, Tô Chiếu che ngực tức giận nói, còn có chút quy củ nào không vậy, không biết gõ cửa sao. Dứt lời, chính nàng cũng ý thức được từ hành động khác thường của Tần Miên, lập tức có chút có chút bối rối, thậm chí nảy ra ý định giết người diệt khẩu, nhưng trong lúc nhất thời lại không tiện hạ thủ. Tần Miên xoay người, nhặt những mảnh ý phục bị xé rách lên, chậm rãi đi đến bên cạnh giường, mắt nhìn thấy những đốm máu đỏ thắm, cắn răng hỏi là hắn ta ép buộc ngươi. Tô Chiếu lặng yên một lúc mới nói, hắn ta có thể cưỡng ép ta sao? Là ta tự nguyện, lập tức, Tần Nguyên đau lòng nhức óc, nói, hồ đồ, quá hồ đồ. Tô Chiếu cố gắng bình phục lại cảm xúc, tiếp tục mặc y phục, chậm rãi nói, đây là việc riêng của ta, sẽ không ảnh hưởng đến tổ chức, chính ta sẽ tự giải quyết tốt hậu quả của chuyện này, không cần ngươi quan tâm nhớ kỹ ngươi không nên nhúng tay nhớ đó không nên nhúng tay vào tần nguyên bạch tiên sinh bảo ta chăm sóc ngươi nếu như ngươi xảy ra chuyện gì thì ta làm sao ăn nói với bạch tiên sinh đây tô chiếu bên sư phó tự ta sẽ giải thích không cần ngươi nói tần nguyên quang miếng ý phục rách dưới da chỉ những chấm đỏ trên giường ngươi nói ai cũng biết ngươi là nữ nhân của tây viện đại vương ngươi sẽ nói như thế nào sau lưng an thái bình là hô diên gia sẽ có phiền phức đấy Bản thân ngươi vốn đã ở trong hoàn cảnh này, thân thể sạch sẽ mới là minh chứng tốt nhất, thân thể không sạch sẽ, ngươi ăn nói sao với thiệu bình ba đây. Ngươi đây chính là tự hủy hoại tương lai của mình, tô chiếu quay lại nhìn, tại sao ta phải nói với thiệu bình ba. Ta và y ngay cả danh phận cũng không có, cũng không có hứa hôn, tại sao ta phải nói cho y. Tần Nguyên, chính miệng ngươi đồng ý với Bạch Tiên Sinh, ngươi quên rồi sao? Tô Chiếu, công là công, tư là tư, không ai quy định ta phải giao cả đời mình cho thiệu bình ba chuyện nên làm ta vẫn sẽ làm tốt không cần ngươi lo lắng vẫn là câu nói kia ngươi không nên nhúng tay vào cũng đừng nhúng tay đừng có tự mình đi tìm phiền phức ánh mắt liếc xéo hiện lên sự lạnh lùng ngươi được rồi ta mệt lắm tần miền nắm thành quyền gương mặt nghiêm túc quay người rời đi sau khi mặc xong y phục tô chiếu ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn mình trong gương yên lặng ngồi một lúc lâu nghĩ lại từng chuyện phát sinh khiến người ta phải xấu hổ vừa rồi khắc sâu trong đầu không có cách nào xóa đi tất cả giống như nằm mơ vậy nhưng mà sau khi tỉnh mộng vẫn phải đối mặt với hiện thực việc này tần miên biết chỉ sợ là sắp phải đối mặt với phiền phức bỗng nhiên vẻ mặt tô chiếu chấn động dường như nghĩ tới điều gì nếu tần miên biết sẽ còn để an thái bình rời khỏi đây sao trong lòng có chút lo lắng nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài tóc tài bù xù chạy ra ngoài tìm một hạ nhân, vội hỏi, Tần Nguyên đâu rồi? Hạ nhân có chút kinh ngạc khi nàng có dáng vẻ không chỉnh tề, chỉ một hướng nói, đến phòng tối bên kia. Nghe nói phòng tối, Tô Chiếu càng lo lắng hơn, vội vàng rời đi. Bên trong phòng tối, ánh đèn lờ mờ, viên cương hôn mê đang bị trói trên giá hình phạt. Tần Nguyên xuất hiện từ trong bóng tối, đứng trước mặt viên cương, quan sát kỹ càng viên cương đang hôn mê, đưa tay bóp cầm viên cương, cạnh miệng hắn ta, tay kia kẹp một viên thuốc màu đỏ, bắn vào trong miệng hắn ta, thi pháp đưa viên thuốc xuống bụng viên cương, rồi lại tiếp tục thi pháp để tiêu hóa được viên thuốc. Cạch, tô chiếu như gió đẩy cửa sông vào, thấy viên cương đang hôn mê, cũng thấy được động tác của tần miên. Tần miên quay đầu nhìn nàng, bàn tay kia còn đang thi pháp trên người viên cương. Buông hắn ta ra, tô chiếu vào tới, một tay hất tần miên ra, sau đó nhanh chóng kiểm tra thân thể viên cương, nhưng cũng chưa phát hiện ra cái gì dị thường cả, đột nhiên quay đầu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tần miên, người đã làm gì hắn ta vậy? tần miên bạch tiên sinh cho ta viên khổ thần đan ta đã thưởng cho hắn ta tiện nhân đáng chết tô chiếu mắng chửi hiện tại cũng không có thời gian đôi co với nàng ta bàn tay nhấn vào phần bụng của viên cương chuẩn bị thi pháp để viên cương phun viên thuốc ra tần miên người tới chậm rồi ta đã giúp hắn ta luyện hóa tô chiếu làm phép kiểm tra bụng viên cương nhưng vẫn không phát hiện sự tồn tại của khổ thần đan dường như nó thật sự đã bị luyện hóa nàng xù lông ngay tức khắc thẳng tay túm lấy cổ tần nguyên rồi ghi chặt nàng ta vào vách tường, rõ ràng nổi lên ý định giết người. Tô Chiếu hiểu quá rõ khổ thần đan là món đồ chơi gì. Một khi phát tác độc tính, không phải ai cũng có thể chống cự nổi cảm giác thống khổ mà nó mang lại. Mặc dù có thuốc giải, nhưng cái gọi là thuốc giải cũng chỉ có thể giảm bớt 3 tháng một lần, hoàn toàn không tiêu trừ tận gốc. Một khi đã dùng, tức là vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế của khổ thần đan. Tô Chiếu không ngờ nam nhân vừa cá nước thân mật với nàng, vừa bày tỏ khiến nàng động chân tình lại bị tần miên hạ độc ngay tức khắc. Dù thế nào nàng cũng không ngờ được tần miên sẽ cho viên cương ăn thứ đồ độc địa đó. Trước kia khi đút khổ thần đan cho những kẻ khác ăn, nàng không có cảm giác gì quá lớn, nhưng lần này lại thật sự lo lắng. Nàng biết về sau viên cương sẽ phải chịu thống khổ ra sao, đến lúc đó nàng phải giải thích với hắn thế nào đây. Nói với ta rằng đó không phải là sự thật, tô chiếu hung dữ chất vấn, nàng vẫn ôm một chút hy vọng. Tần miên bị nàng bóp cổ nên nghẹn đỏ mặt, nàng ta chỉ vào tay nàng, ý bảo nàng bóp cổ như vậy, nàng ta không thể nào nói chuyện được. Tô Chiếu buông nàng ta ra, mặt đầy sát khí, khụ khụ, tần miên ho khan mấy tiếng. Trước đó nàng ta còn ôm một chút hy vọng, hy vọng Tô Chiếu có thể bỏ qua, kết quả Tô Chiếu lại vì viên cương mà ra tay với nàng ta, nàng ta liền hiểu vị đông gia một ngày thật sự thích nam tử kia rồi. Tần miên thất vọng nói, đông gia người tự hỏi lòng mình xem, mấy năm qua ta đối với người như thế nào. Dù là tư lịch hay tư cách, vị trí hương chủ này vốn nên thuộc về ta, cấp trên vốn cũng hướng về ta, chính bạch tiên sinh mong muốn ta nhường lại cho người, ta không nói hai lời lập tức đồng ý, hơn nữa, ta luôn tuân theo lời bạch tiên sinh dặn dò, hết lòng hết dạ chăm sóc người. Chúng ta ở cùng nhau, làm việc chung nhiều năm như vậy, người lại vì một kẻ ngoài mà ra tay với ta hay sao? Một đông ra, một cách gọi khác dành cho chủ nhân. Khóe miệng tô chiếu căng ra, nàng không thể không thừa nhận rằng mấy năm qua, sự chăm sóc của tần miên đối với nàng quả thật là không còn lời nào để nói nhưng có một số việc không thể so sánh như vậy nàng hỏi lại ta có nói với ngươi là đừng nhúng tay vào những việc không nên không cho dù vị trí hương chủ vốn thuộc về ai chẳng lẽ quan hệ giữa cấp trên cấp dưới trong tổ chức mà ngươi cũng không để vào mắt sao ta đã nghiêm lệnh cấm ngươi lại dám chống lệnh tần miên tranh cãi kịch liệt ta cũng vì muốn tốt cho người lỡ như người xảy ra chuyện ta biết ăn nói với bạch tiên sinh thế nào đây Tô Chiếu, người có gì bất mãn với ta thì khiếu nại lên cấp trên, ai cho phép người tự tiện sử dụng khổ thần đan? Chẳng lẽ ngươi không biết rằng thứ đó không được phép dùng lung tung? Chẳng lẽ ngươi không biết rằng bất kỳ kẻ nào muốn dùng thì trước đó phải được cấp trên đồng ý sao? Ta có đồng ý không? Ai cho ngươi tự tiện làm chủ? mươi 522, đêm nay khó ngủ. Khiếu nại lên cấp trên. Hương chủ, người có biết người phạm phải điều gì không? Hắn phá hỏng quan hệ giữa người và đại vương Tây Việt, người biết rõ mà còn cố phạm vào làm hỏng thể diện cấp trên người cảm thấy cấp trên sẽ bỏ qua cho hắn hay bỏ qua cho người tần Nguyên quay ngược lại chỉ tay chất vấn đôi nam nữ này sắc mặt tô chiếu khó coi nàng im lặng một hồi vẫn cắn răng hỏi tiếp rốt cuộc ngươi có từng cho hắn dùng thuốc không tần Nguyên nói với vẻ vô cùng đau đớn hương chủ ta làm thế cũng vì cứu người đấy nếu không kịp thời bù lại bằng việc này không ai bảo vệ người nổi đâu người ngẫm lại cẩn thận xem sau lưng hắn là hô diên gia Nghe nói Thượng tướng Hồ Diên Vô Hận cực kỳ yêu thích hắn, lúc nào cũng muốn kéo hắn vào đội kỵ binh dũng mãnh. Cho hắn dùng thuốc rồi, chúng ta giải thích với cấp trên rằng làm vậy để đưa hắn tới bên cạnh Hồ Diên Vô Hận. Có lý do như vậy, lại thêm Bạch Tiên Sinh ra mặt giúp người chịu trách nhiệm thì sẽ không sao nữa. Hương chủ, người ngẫm lại đi, hắn thích người đến thế sẽ không để ý nữa đâu, chẳng lẽ người muốn hắn phải chịu tra tấn lâu dài hay sao? Chúng ta mà thiếu thuốc giải cho hắn à? chỉ cần hắn đồng ý đối đãi với người thật tình có uống thuốc hay không cũng chẳng có gì khác nhau vẫn có thể sống cuộc sống như người bình thường hương chủ ta làm vậy cũng vì thành toàn cho hai người người thật lòng thích hắn chỉ cần có thể ăn nói với cấp trên sau này không cần phải lo lắng sợ hãi nữa người thật sự có thể ở bên cạnh hắn rồi nghe thấy mình thật sự có thể ở bên cạnh hắn tôi chiếu khẽ cắn môi hương chủ ta biết người lo lắng điều gì người lo sau khi hắn tỉnh lại sẽ không thể nào chấp nhận được hiện thực sẽ nói lời oán hận. người yên tâm, hắn vừa bước ra khỏi phòng đã rơi vào tay ta, rõ ràng việc này không phải chủ ý của người. xem như người không biết gì hết đi, chỉ cần đừng để người ngoài biết quan hệ của cả hai, người nguyện ý âm thầm lui tới với hắn thế nào cũng được. những chuyện khác sẽ do ta sắp xếp, ta nhất định xếp đặt ổn thỏa để người được đền bù ước nguyện, không xảy ra chuyện gì nữa. ta đã đồng ý với bạch tiên sinh rằng sẽ chăm sóc tốt cho người, tuyệt đối không làm sằng làm bậy, bằng không bạch tiên sinh sẽ không bỏ qua cho ta. Màn đêm phủ xuống kinh đô nước tề, trên thảo nguyên có 5 người cưỡi ngựa chạy về phía tây, rồi theo ánh tà dương của buổi trời chiều. Phía chân trời đỏ rực một mảng, bao la lộng lẫy. Hí hí hí, một tiếng hí vang, bụi mù cuồn cuộn, tuấn mã mất móng, té lăn ra ngoài, như hữu đạo phi thân khỏi lưng ngựa đang ngã xuống. Bốn người cưỡi ngựa kia cũng lục tục dừng lại, trước mặt như hữu đạo là thanh kiếm rơi xuống cắm thẳng vào đất, hắn quay đầu nhìn về phía kinh đô nước tề, nhìn chăm chú rất lâu tuấn mã lăn lộn làm bụi mù tung bay trong gió nghiêu hữu đạo áo quần phần phật đứng thẳng người trong gió dưới ánh tà dương bóng hắn như được kéo ra rất dài ánh mắt hắn nhìn kinh thành đầy vẻ chăm chú mải miết ngựa cưỡi mất móng không phải là điểm gì tốt điều đó khiến hắn bất an trong lòng bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ nhìn về phía kinh thành bốn người cưỡi ngựa vào tới rồi vòng lại quản phương nghi phong trần mệt mỏi nhảy xuống ngựa và nói không được rồi ngựa cưỡi ăn không tiêu phải dừng lại nghỉ ngơi một chút nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn con ngựa đang vùng vẫy bỏ dậy rõ ràng chân cảng nó đã hơi nhũn ra hắn lại nhìn sang mấy con ngựa khác đang thở dốc kịch liệt đoạn đường này quá dài giữa chừng không gặp dân du mục chẳng thể nào đổi ngựa được sức khỏe chúng lại ăn không tiêu chỉ e nếu chạy tiếp cả đám đều sẽ ngã lăn quay nghỉ ngơi một chút nghiêu hữu đạo chỉ tay vào triền núi chắn gió viên cương tỉnh dậy giữa cơn đau đớn kịch liệt sau khi tỉnh lại hắn ta phát hiện mình đang nằm trên mặt đất lạnh băng chưa kịp phát hiện thêm điều gì khác, vừa mới thanh tỉnh một hồi, hắn ta lập tức bị cơn đau tận xương tủy cắn xé, nuốt chừng. Viên cương không thể nào hình dung được cảm giác đau đớn này, giống như trải qua lóc xương sóc thịt, tựa như bị thả vào chảo dầu sôi, trong cơ thể như có vô số sâu trùng cắn xé, ngay cả linh hồn cũng giống như bị dày vò trong lửa. Sắc mặt viên cương biến đổi ảo diệu, hắn ta lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, bất chợt dùng nắm đấm đập thật mạnh xuống đất, tự đấm vào đầu mình, cất tiếng rên rỉ thống khổ, quần áo trên người cũng nhanh chóng bị hắn ta xé nát, trước mắt hắn ta chỉ nhìn thấy một người. Chính là Tần Nguyên, Tần Nguyên đang từ trên cao nhìn xuống mình. Bởi vì quá đau đớn, trong mắt hắn ta, Tần Nguyên có đến 5-6 bóng dáng trong một lúc. Viên cương chộp lấy không khí vài lần, hắn ta lảo đảo bò dậy, vung nắm đấm tới. Tình trạng như hắn ta đã trùn tay mềm chân, làm sao đánh chúng người khác chứ? Tần Nguyên dễ dàng tránh được, trơ mắt nhìn viên cương gặp trở ngại, ngã xuống đất quằn quại thấy hắn ta không la lên thống khổ hơn nữa còn phản kích mình tần miên không kìm được mà chập chập mấy tiếng đúng là một hán tử quả nhiên kiên cường như sắt thép được ngược lại ta muốn xem thử ngươi có thể chịu được bao lâu mới cầu xin ta tha thứ nhưng bên ngoài lại có người không liên quan đập thùng thùng có người nghe thấy động tĩnh trong phòng nên dùng sức đập cửa mấy tiếng tần miên quay đầu lại nhìn không để ý đến thùng thùng cửa lại bị đập rầm rầm mấy cái tần miên khá là bất đắc dĩ nếu lề mề chỉ e vì kia sẽ lộ mặt chạy ra, nàng ta đành phải tiến lên đạp cho viên cương một phát rồi nhét viên thuốc màu đen vào miệng hắn ta. Viên cương cũng không biết mình tỉnh lại như thế nào. Lúc tỉnh dậy, hắn ta phát hiện cả người đầy mồ hôi, giống như vừa mới ngâm nước vậy, cơ thể cũng hơi suy yếu, còn quần áo thì đã bị xé nát bươm. Trước mắt hắn ta có làn váy nữ nhân, vừa chuyển tầm mắt qua, hắn ta lại thấy tần miên đang từ trên cao nhìn xuống mình. Viên cương dùng sức, chống người ngồi dậy. Bây giờ ngẫm lại, cảm giác trước đó vẫn khiến hắn ta sởn cả óc gáy. Hắn ta ý thức được mình nên nói gì, tần nguyên ngồi xổm bên cạnh hắn ta, lạnh lùng nói, lá gan của ngươi không nhỏ, đông ra nhà ta mà ngươi cũng dám chiếm lấy. Đông ra hồ đồ, nhưng ta chưa hồ đồ, sở dĩ Bạch Vân có thể sống yên ở kinh đô nước tề là nhờ tên tuổi của đại vương Tây Viện, cho dù đông ra và đại vương Tây Viện có gì hay không. Nếu việc này truyền ra ngoài, người bảo đại vương làm sao mà chịu nổi. Người thoải mái chiếm lấy người ta, đối với đông gia là chuyện có thể mất mạng đấy, đối với chúng ta càng là tai họa ngập đầu. Ngươi làm ra chuyện tốt như vậy, ngươi nói xem ngươi phải giải thích thế nào đây. Viên cương im lặng, cảnh tượng hô mưa gọi gió kiểu diễm với tô chiếu lại xuất hiện trong đầu hắn ta, việc này quả thực khiến hắn ta ái náy. Cuối cùng, phía bên này vẫn thả viên cương đi, thấy bóng dáng hắn ta đã biến mất khỏi cửa sau, tô chiếu mới bước ra từ bóng tối, cặp mắt sáng rỡ tràn đầy sự tự trách. Tần Nguyên chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, nói từ từ, không khó nói lắm, cũng coi như là nam nhân. Hắn nói hắn sẽ chịu trách nhiệm với người, hơn nữa cũng không tự xem lại bản thân mình, còn nói muốn dẫn người đi khỏi đây. Ta không đồng ý, bảo hắn có năng lực thì hãy nói câu đó, bằng không thì thối lắm. Tô Chiếu nở nụ cười, bật khóc, từng giọt lệ lăn xuống gỏ má. Đêm nay, nàng nhất định khó ngủ, nàng để chân trần, quỳ gối dựa vào cạnh giường, đầu ngón tay đùa dỡn bướm đêm, cả người vẫn cứ mất hồn. Khi trời sắp hừng đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tần Nguyên đi vào, bước vội tới, nhỏ giọng cấp báo, đông ra, bạch tiên sinh tới rồi, ngài ấy rất tức giận. Tô chiếu cả kinh, vội vàng bò dậy, hoảng loạn nói, chẳng phải ngươi truyền tin ra chưa được mấy canh giờ sao. Tại sao lại tới nhanh như vậy? Tần Nguyên sốt ruột nói, ta cũng không biết. Tô chiếu vội vã mặc đồ xong, hai người bước nhanh ra ngoài, đi tới căn phòng u ám mà trước đó đã giam giữ viên cương. Trường 523, vượt vạn núi ngàn sông đến bái sư một dưới ánh đèn lờ mờ một bóng người trùm áo đen đưa lưng về phía cả hai hai người tiến vào tô chiếu bước tới hành lễ đại bá bóng người quay lưng kia chậm rãi nói tại sao không nhớ lâu vậy đã nói mấy lần rồi sau này không được kêu đại bá tô chiếu vội sửa lại lời sư phụ bóng người quay lưng đột nhiên xoay lại vung tay dáng một cái tát bốp tô chiếu ngã xuống đất ôm mặt máu tươi chảy ra từ khóe miệng nàng Tần Nguyên bước tới phía trước đỡ Tô Chiếu, kết quả lại bị người trùm áo đen giơ ngón tay chỉ thẳng, động tác của nàng ta lập tức cứng đờ, nơm nớp lo sợ lui về phía sau. Người nọ lại chỉ tay về phía Tô Chiếu đang ngã ngồi trên đất, nổi giận nói, người còn coi ta là sư phụ của ngươi sao? Không biết xấu hổ, dám hầu ngủ nam nhân ở Thanh Lâu, vậy mà ngươi cũng dám làm, ngươi thật sự coi nơi này là Thanh Lâu cho ngươi tiếp khách à? Bao thế hệ tổ tiên bạch gia ta đều bị ngươi làm mất mặt hết rồi. Thứ vô sỉ, đồ hạ lưu. Hoàng cung đại nội, Hạo Vân Đồ đang thả câu bên hồ. Bộ tầm sách hộp đồ ăn đi tới bên cạnh, bày các món điểm tâm lên chiếc bàn nhỏ rồi cất tiếng nói, Hoàng hậu nương nương tự mình làm ạ. À. Hạo Vân Đồ ừm một tiếng, quay đầu nhìn điểm tâm, cầm lấy một miếng bỏ vào miệng. Đợi y nuốt vào rồi, bộ tầm dâng trà cho y. Sau khi y thả cốc trà xuống, ông ta mới nói, Ngọc Thương Tiên sinh sắp tới, Hồ Diên tướng quân đã tự mình đến cửa thành Nam Ninh đón. Hạo Vân Đồ khẽ vuốt cằm, Hô Diên từng được ông ta chỉ dạy, Ngọc Thương cũng như một nửa lão sư của Hô Diên. Đệ tử ra cửa nghênh đón, xem chừng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nói đến đây, tựa như nghĩ tới điều gì đó, y chậm rãi nghiêng đầu qua, Thanh Thanh đang làm gì. Bộ tầm không hiểu tại sao suy nghĩ của y đột ngột nhảy tới chỗ Thanh Thanh rồi, xong ông ta nhanh chóng nhận ra điều gì đó nên cười đáp lại, Hoàng hậu nương nương đang dạy trưởng công chúa theo hoa. À. Theo hoa, nó theo hoa à, quả nhiên Hạo Vân Đồ rất hiểu con gái mình, y cười ha ha, hoa theo nó thì đúng hơn. bộ tâm, sáng nay trưởng công chúa muốn lén chạy ra khỏi cung để tìm nghiu hữu đạo chơi, kết quả bị nương nương bắt về trừng phạt. hóa ra là trừng phạt, con nhóc đó bị quả nhân chiều hư rồi, không biết mai này nam nhân của nó có cương chiều nó như quả nhân hay không. Hạo vân đồ lắc đầu, lại hỏi, xác nhận là nghiu hữu đạo đi rồi à? bộ tâm, xác nhận ạ, à, bọn hắn đổi vật cưới mấy lần ở trại nuôi ngựa, người của giáo sự đài trong trại nuôi liên tục quan sát cẩn thận chắc chắn rằng đó là đám người như hữu đạo và quản phương nhi đã dịch dung. Một hàng năm người vẫn chạy một mạch về hướng Tây, hạo vân đồ, lệnh hồ thu kia vẫn chưa xuất chiêu sao. Bộ tâm, hắn ta cắn chặt lấy như hữu đạo, đến chết cũng không tha, nói rằng chỉ khi đối phương tìm tới thì mới xuất chiêu được, trông hắn ta có vẻ hận chết như hữu đạo. Ha ha, huynh đệ kết nghĩa đấy, hạo vân đồ tỏ vẻ châm chọc, không vội, từ từ rồi sẽ tới, trái lại quả nhân muốn xem thử bên cạnh như hữu đạo có người của hiểu nguyệt các không. Bộ tầm nói, lão nô đã thiết lập cảm bẫy xong xuôi, cho dù kẻ nào đó đến diệt khẩu hay cứu hắn, chỉ cần xuất hiện là chạy không thoát nổi. Hảo Vân Đồ, sao quả nhân cứ cảm thấy nhiều hữu đạo mong muốn quả nhân và hiểu nguyệt các túm lấy nhau nhỉ? Bộ tầm, e rằng ý hắn là thế, tên này rất xảo trá. Xảo trá một chút cũng tốt, nếu bên cạnh thương chiêu tông toàn những kẻ vô dụng, vậy thì chiến mã của quả nhân xem như tặng không cho người ta rồi. Cửa thành nam, trên tường thành, cha hổ phóng tầm mắt ra xa. Sau khi thấy một hàng xe ngựa xuất hiện, hắn lập tức phát tay ra hiệu cho các tướng lĩnh. Theo hiệu lệnh ấy, binh mã trong thành lao ra, tiến hành khống chế cả cửa thành nam ngay tức thì, cấm cản người ta đi qua đi lại. Hồ Diên vô hận bước ra khỏi lầu các, hắn đi cùng cha hổ và cao thủ hộ vệ đến từ ba phái, đi ra khỏi thành lũy, yên lặng đứng chờ hàng xe ngựa kia. Xe ngựa đi vào và dừng lại, rèm trên chiếc xe đi đầu được vén lên, lộ ra ngọc thương tiên sinh đang ngồi ngay ngắn bên trong, Hồ Diên vô hận chắp tay nói, tham kiến Ngọc Thương Tiên Sinh. Ngọc Thương Tiên Sinh ở bên trong xe, cười nói, thượng tướng quân khách sáo rồi, không bằng lên xe nói chuyện đi. Hồ Diên vô hận lập tức lên xe, còn cha hổ thì vẫy tay cho một đám người lên ngựa, đẩy mấy người bên cạnh Ngọc Thương Tiên Sinh lui về phía sau, để đám bên này tiếp quản việc bảo vệ xe ngựa. Đoàn xe lại khởi động, chậm chậm vào thành, bên trong xe ngựa, Ngọc Thương ngồi cùng Hồ Diên vô hận, nhìn xem tình hình trong thành qua khung cửa sổ, sau một hồi khách sáo với nhau, Hồ Diên vô hận hỏi, "Tiên sinh có nơi nào dừng chân trong thành chưa?" À? Học trò đã chuẩn bị tân quán, nếu tiên sinh không chê. Ngọc Thương xua tay cắt ngang lời hắn, "Không cần phiền toái vậy đâu thượng tướng quân, ta đã mua một trạch viện ở đây rồi." Hai người ôn chuyện suốt dọc đường, đoàn xe đi mãi đến phía ngoài phủ Phương Viên thì dừng, Hồ Diên vô hận mới biết trạch viện mà Ngọc Thương mua hóa ra chính là phủ Phương Viên. Trước đó Ngọc Thương đã cho người quét dọn sạch sẽ, vừa vào là ở được ngay không đi vào ngồi một chút à. Ngọc Thương mời hắn, Hồ Diên vô hận vẫn khéo léo từ chối, cứ như vậy mà xuống xe rời khỏi. Ngọc Thương cười không nói, cũng không miễn cưỡng. Ông ta mỗi người đều có chuyện khó xử, Hồ Diên vô hận có thể công khai đón ông ta, công khai lộ diện, nhưng không thể lén gặp ông ta được. Dù sao hắn cũng là thượng tướng quân, tay nắm trọng binh nước tề, còn ông ta lại có vài học trò là kẻ địch nước tề. Đợi Hồ Diên vô hận rời khỏi, đoàn xe mới chạy thẳng vào trong phủ phương viên sau khi vào trong sân xe ngựa dẫn đầu dựa sang một bên ngọc thương xuống xe đứng chắp tay khom người ngay bên đường nhìn bốn chiếc xe ngựa còn lại chạy về sân chủ nhà nơi đó vốn là sân nhà của nữ chủ nhân quản phương nghi đợi bốn chiếc xe ngựa rời khỏi ngọc thương mới đứng thẳng người đi một vòng quanh phù phương viên thưởng thức khung cảnh thanh nhã tinh tế trong sân không khỏi cất lời tán thưởng quả là một nơi tốt lành tốn không ít tâm tư hóa ra hồng nương của kinh đô nước tề là một người rất biết hưởng thụ bán nơi này đi đúng là đáng tiếc Đệ tử của ông ta là Quách Hành Sơn đi theo bên cạnh, cười nói, ắt hẳn bà ta cũng miễn cưỡng bán đi. Ngọc Thương đang dạo quanh xem xét nơi này thì bên ngoài đột nhiên có người tới thông báo, bảo rằng trong cung phái người đến, Hoàng đế Hạo Vân Đồ đang mở tiệc trong cung, trưởng môn Đại Khâu môn Tam Thiên Lý, trưởng môn Huyền Binh Tông Bắc Huyền và trưởng môn Thiên Hỏa Giáo Vũ Văn Yên đều đang ở đấy. Trận này buộc Ngọc Thương không thể từ chối, nếu không đi tức là không nể mặt. Ông ta dẫn theo hai gã đệ tử, rời khỏi phù phương viên rồi chạy mau đến Hoàng Cung ngoài cửa cung sớm đã có người chờ nghinh đón tổng quản đại nội bộ tầm tự mình đón khách ngay tại cửa đương nhiên là đi thẳng một đường thông suốt trong người hoa viên hoàng đế mở tiệc đệ tử của ngọc thương phải dừng bước dưới lăng tiêu cát chỉ có một mình ông ta theo bộ tầm lên lầu trên lầu đệ tử thuộc ba phái lớn đang canh giữ chặt chẽ khách khứ gặp nhau trên lầu cao nơi có thể ngắm gió mây và cảnh vật kinh thành bệ hạ thiên lý huynh bắc huyền huynh vũ văn huynh ngọc thương tiên sinh ngọc thương huynh ngọc thương huynh ngọc thương huynh đôi bên chào hỏi ngồi xuống ngồi trên chiếu năm chiếc bàn dài được ghép lại để năm người ngồi xung quanh không phân cao thấp hạo vân đồ mặc thường phục phất tay sai người bưng rượu và thức ăn lên sau đó những ai không liên quan đều lui ra chỉ trưa lại một mình bộ tầm phụ trách việc thêm rượu và thức ăn ngay tại chỗ bọn họ yêu cầu cái gì bộ tầm sẽ lập tức sai công nhân mang tới bàn qua một hồi khách sáo với nhau trưởng môn đại khâu môn tam thiên lý mới hỏi nghe nói Ngọc Thương Huynh mua lại phủ phương viên nhỉ. chương 524, vượt vạn núi ngàn sông đến bái sư hai Ngọc Thương, ta cũng vì nghe nói khu vườn đó không tệ, vừa thấy nó được bán là mua ngay. Trước đó vốn định đến phủ phương viên gặp người, nào ngờ lại vụt mất, quả thực tiếc núi. Mấy người kia nhìn nhau, tỏ vẻ ngoài ý muốn, Tam Thiên Lý thấy kỳ lạ nên hỏi lại, Ngọc Thương Huynh muốn gặp ai? Ngọc Thương, Nghiêu Hữu Đạo, không dối gạt chư vị, ta tới chuyến này để gặp nghiêu Hữu Đạo, không ngờ ta đến hắn đã đi rồi quả thực vô cùng tiếc nuối bốn người kia càng thấy lạ vũ văn yên nói tuy nghiêu hữu đạo có chút danh tiếng nhưng hẳn là chưa đến mức khiến ngọc thương huynh đệ đây vượt ngàn núi vạn sông tới gặp chứ ngọc thương thở dài cũng không phải ta muốn gặp mà là đệ muội nhà ta muốn gặp hắn muốn cháu trai ta bái nghiêu hữu đạo làm thầy bốn người kia lại ngạc nhiên càng không rõ đệ muội mà ông ta nói là ai hạo vân đồ quay đầu sang nhìn bộ tầm thấy bộ tầm lắc đầu tỏ vẻ không biết y mới nghi ngờ đặt câu hỏi, tiên sinh là người học rộng, học vấn uyên thâm. Thiên hạ này không biết có bao nhiêu người muốn bái tiên sinh làm thầy, có thứ gì mà tiên sinh không thể dạy được cháu nhà, lại còn phải bái nghiêu hữu đạo làm thầy. Ngọc Thương xua tay, bệ hạ nói câu này sai rồi. Tam nhân hành tất hữu ngã sư một nghiêu hữu đạo làm thơ dân gian, để muội nhà ta cực kỳ tán thưởng lời thơ của hắn, ta cũng tự thấy mình không bằng. Về phương diện thơ ca, nghiêu hữu đạo đủ khả năng làm sư phụ cháu ta. Người làm mẫu thân, hy vọng tìm được thầy hiền cho con mình, Âu cũng có thể lý giải tâm tình muội ấy. Một tam nhân hành tất hữu ngã sư, trong ba người cùng đi, chắc có người là thầy của ta trích luận ngữ của khổng tử. Đám người kia giống như đang nghe chuyện nhìn lẻ một đêm, bác huyền hoài nghi hỏi, như hữu đạo còn trẻ, nói thơ hắn làm là thơ dân gian, chỉ e nói quá lời rồi. Thứ lỗi cho ta kiến thức hạn hẹp, sao ta chưa từng nghe qua thơ hắn làm nhỉ? Ha ha, Ngọc Thương ngửa mặt lên trời cười vang, cười rồi nâng chén, đối ẩm trầm ngâm, đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hữu trích đào hoa hoán tử tiến. Tử tình trích tại hoa tiền tọa, tử túy hoàn lai hoa hạ miên. Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên. Đãn nguyện lão tử hoa tử gian, bất nguyện cúc cung sa mã tiền. Trích trong bài thơ đào hoa am ca của đường dần đường bá hổ. Trong thành hoa đào có am hoa đào, trong am hoa đào có tiên hoa đào. Người tiên hoa đào trồng cây hoa đào, lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu, tỉnh rượu, thấy một mình ngồi trước hoa, say rồi lại nằm ngủ dưới hoa, nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày. Hoa dụng hoa nở năm này qua năm khác, thà chết già trong rượu và hoa, chứ không chịu quỷ lụy trước xe ngựa, trước mặt mọi người, Ngọc Thương ngâm nga bài thơ hoa đào của Ngưu Hữu Đạo. Ngâm nga xong, ông ta hỏi họ, chư vị cảm thấy bài thơ này thế nào? Mọi người im miệng cân nhắc, Hạo Vân Hồ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cất tiếng hỏi, bài thơ này do Ngưu Hữu Đạo làm ư? Ngọc Thương cười mà không nói, nâng chén uống cạn, cầm bình rót rượu, từ từ ngâm nga thêm một bài nữa, cồn cồn trường giang đông thệ thủy, lãng hoa đào tận anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn y cửu tại, kỳ độ tịch dương hồng, bạch phát ngư tiểu giang trừ thưởng, quán khán thu nguyệt xuân phong. Nhất hồ chọc tử hỉ tương phùng, cổ kim đa thiểu sự, đô phó tiếu đàm trung, trích trong bài thơ lâm giang tiên của dương thân, trường giang cuồn cuộn về đông, Bao nhiêu thế hệ anh hùng cuốn trôi, đúng sai phải trái cũng rồi. Non xanh còn đó, mấy hồi tà dương, ngư tiểu tóc bạc trên sông, quen nhìn thu nguyệt xuân phong xoay vòng, gặp nhau rượu đục vui cùng. Xưa nay bao chuyện, ung dung luận đàm, lời thơ vừa dứt mọi người ở đây đều chấn động. Tam Thiên Lý vỗ bàn ngợi khen, hay cho câu, trường giang cuồn cuộn về đông bao nhiêu thế hệ anh hùng cuốn trôi. Bác Huyền cũng khẽ lắc đầu, non xanh còn đó, mấy hồi tà dương. Vũ Văn Yên hít mắt phụ họa theo, Ngư tiểu tóc bạc trên sông quen nhìn Thu Nguyệt Xuân Phong xoay vòng. Cách biệt như thế, chính là khí phách của tu sĩ chúng ta. Trường Giang cuồn cuộn về đông, Hạo Vân Đồ cũng âm thầm thưởng thức, Ngọc Thương nâng chén, mời mọi người cùng uống. Mọi người nâng chén với nhau, Hạo Vân Đồ đặt chén rượu xuống và nói, quả là thơ hay, nhưng không khỏi quá mức tiêu cực. Tiên sinh, đây đều là thơ của Ngưu Hữu Đạo hay sao? Ngọc Thương gật đầu, không sai, ta chỉ biết được hai bài này, về phần hắn còn tác phẩm nào xuất sắc hay không thì ta không biết tôi, xong, hắn chỉ nhìn qua một vài nét mà hiểu hết toàn bộ sự vật, có nền tảng ấy, tuyệt đối không kém đâu. Tam thiên lý tấm tắc, thảo nào trung phu nhân không tiếc ngàn núi trăm sông để giúp con mình bái sư. Quả thật không thể ngờ rằng nghiêu hữu đạo thâm tàng bất lộ, tài hoa như vậy. Sớm biết thế thì đã gọi hắn tới gặp rồi. Hạo vân đồ vuốt tròm dâu dưới cằm, trong lòng nổi lên ý nghĩ, có nên bảo hắn làm lão sư cho con cháu mình không? Đệ muội nhà ta đi đường mệt mỏi, lần này không gặp, lần tới không biết phải bôn ba đến khi nào. Ngọc Thương cất tiếng thở dài, chợt nhìn sang Hảo Vân Đồ rồi hỏi, bệ hạ, không biết Nhiêu Hữu Đạo đã đi đâu, hắn có thông báo nơi hắn đi chăng? Hảo Vân Đồ cười ha ha, nghe nói là bỏ trốn cùng với Hồng Nương kia, đi đâu thì quả nhân không rõ lắm, chắc là về nước Yến đấy. Ngọc Thương nhìn bộ tầm ở đằng trước, cười như không cười rồi nói, lời này của bệ hạ, e là đang nói một đằng làm một nẻo nhỉ. Trên địa phận nước tề, một mục tiêu rõ ràng như vậy, chỉ cần giáo sự đài muốn tìm, át hẳn cũng không phải là việc khó, chỉ cần xem thử bệ hạ có lòng hay không thôi. Ngụ ý nói, ngài có nể mặt ta hay không đấy? Bộ tầm rũ mắt, không dám hé răng. Hạo vân đồ cười ha ha rồi chuyển đề tài, hỏi, nghe nói lúc tiên sinh vào thành, chính hô diên tướng quân tự mình đến nghênh đón. Ngọc Thương nói, thượng tướng quân khách khí rồi. Ôi rào, Hạo vân đồ xua tay, tiên sinh từng chỉ dạy hô diên tướng quân, tướng quân dùng lễ của đệ tử để nghinh đón cũng là lẽ thường tình ôi nhắc tới hồ diên tướng quân quả nhân cũng đang vì chuyện giữa tiểu bối hai nhà mà đau đầu đây vừa khéo tiên sinh mới tới thật ra quả nhân có một chuyện muốn nhờ tiên sinh ngọc thương hơi hạ thấp người bệ hạ cứ nói thẳng ra đừng ngại hạo vân đồ con gái của quả nhân là hạo thanh thanh đã đến lúc đợi gả nhà hồ diên tướng quân cũng có đứa con tới tuổi cưới hỏi vừa khéo xứng đôi quả nhân định nhờ tiên sinh làm mai không biết ý của tiên sinh thế nào ánh mắt y tỏ vẻ rất chờ mong, y vừa dứt lời, tam thiên lý, bắc huyền, vũ văn yên lập tức nhìn nhau, đại khái đã hiểu ý đồ mà hoàng đế kéo bọn họ tới đây. Tuy Ngọc Thương có danh vọng, hơn nữa còn là cao thủ đứng hạng năm trên bảng xếp hạng, nhưng đi theo bọn họ thì vẫn có sự tranh lệch không nhỏ. Ba người bọn họ đều có vị trí nhỏ tại phiêu miểu các, mà phiêu miểu các mới là nơi nắm giữ toàn bộ thiên hạ, có thể nhìn ra sự tranh lệch trong đó, cho nên Ngọc Thương không đáng để ba người phải ra mặt tiếp đái. ồn ao cả buổi như vậy, hóa ra hoàng đế cũng vì hôn sự của trưởng công chúa. Ba người đều biết chuyện này, đội quân hùng hậu, tinh nhuệ nhất nước tề do Hô Diên vô hận nắm giữ, kỵ binh dũng mãnh nhất cũng do Hô Diên vô hận một tay tạo nên. Trong đội kỵ binh dũng mãnh đó, không ai có thể thay thế được địa vị và uy tín của hắn. Chỉ cần hắn không muốn, dù triều đình phái ai đi chăng nữa cũng không thể ngồi nổi vị trí thống soái của đội kỵ binh dũng mãnh. Những chuyện thế này, không phải người cứ phái mấy tu sĩ bảo vệ Hô Diên vô hận, bất cứ lúc nào cũng muốn lấy mạng hắn là được, hoàng đế dám mạo muội sát hại hắn sao? Cho dù muốn giết, hoàng đế cũng phải hỏi xem ba phái lớn có đồng ý hay không. Giết chết hô diên vô hận, đội kỵ binh dũng mãnh tất sẽ náo loạn, nếu làm không tốt sẽ dẫn đến một hồi binh biến oanh oanh liệt liệt. Một khi thế lực bên ngoài nhân lúc loạn lạc mà xâm nhập sẽ gây ảnh hưởng đến lợi ích của ba phái lớn, người thuộc ba phái đó không thể cứ ngồi nhìn như thế. Vì vậy, nói khó nghe một chút chính là lỡ như một ngày nọ, Hồ Diên vô hận đột nhiên tỏ thái độ muốn ủng hộ một vị vương gia nào đấy, ba phái lớn cũng phải thận trọng cân nhắc ý kiến của hắn. Nếu quả thật có ngày đó, chỉ e ngôi vị của Hạo Vân Đồ sẽ gặp nguy hiểm. Đừng tưởng rằng nước tề này thái bình một vùng, đừng tưởng rằng không ai dòm ngó ngôi vị hoàng đế của Hạo Vân Đồ. Vì thế, đương nhiên trong lòng Hạo Vân Đồ luôn canh cánh về Hồ Diên vô hận. mươi 525, Hồ Diên uy khóc, nhưng Hồ Diên vô hận lại không bất chung với nước tề, cũng không bất chung với Hạo Vân Đồ, y chỉ ngại vì nguyên nhân nào đó không muốn mà phải dùng đến chiêu lấy con gái mình ra liên hôn. Xong, Hạo Vân Đồ không yên tâm, thiên hạ này có rất nhiều nguyên nhân khó xác định, chuyện tương lai ai dám nói rõ ràng, y cần phải cột chặt mình và hô Diên ra lại với nhau. Hiện giờ Ngọc Thương đến khiến Hạo Vân Đồ có cơ hội, Ngọc Thương cũng được xem như là lão sư của hô Diên vô hận. Thân là sư trưởng, so với những người khác thì ông ta khuyên nhủ tốt hơn. Đối với việc này, ba vị trưởng môn cũng không dám nói gì ngọc thương nghe vậy thì hơi im lặng danh tiếng của ông ta cũng không uổng phí tất nhiên hiểu ra một vài chuyện ý đồ của hoàng đế đã quá rõ đừng nói hô diên vô hận dẫu là kẻ ngoài cuộc cũng hiểu được một khi đứa con nào đó của hô diên vô hận cưới công chúa hoàng đế tất sẽ can thiệp vào chuyện nhà hô diên không phải can thiệp chuyện nhà gì mà là ai cưới công chúa hoàng đế sẽ nâng đỡ người đó người được nâng đỡ tất sẽ trở thành gia chủ tương lai của hô diên gia hạo vân đồ nhất định cho người đó thăng quan tiến chức liệu có bao nhiêu kẻ ngăn lại được. Mấu chốt chính là e rằng Hảo Vân Đồ không chỉ nâng đỡ đơn giản như vậy, vì khi nâng đỡ một người, làm không ổn thỏa sẽ thành chèn ép những đứa con trai khác của Hô Diên vô hận. Rõ ràng là Hô Diên vô hận không muốn bàn tay hoàng đế thò vào nhà mình, điều đó sẽ khiến nhà hắn thêm loạn, chuyện nhà và chuyện nước hộp chung lại, đối với Hô Diên ra tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Nếu Hô Diên vô hận dễ dàng đồng ý đến thế, có lẽ Hạo Vân Đồ đã không nhờ tới Ngọc Thương rồi. Ngọc Thương cũng hiểu ý Hạo Vân Đồ, y có ý trao đổi, người giúp ta thúc đẩy hôn sự, ta sẽ giúp người tìm được Ngưu Hữu Đạo. Ngọc Thương trầm ngâm nói, ta cũng có nghe nói đến đứa con nhỏ của Hô Diên Gia, hắn là một tiểu tử bướng bỉnh, ăn chơi trác táng, chỉ e không xứng với trưởng công chúa. Hạo Vân Đồ nói, nếu quả thật là bùn nhão không chát nổi thành tường, quả nhân đã không nhắc tới chuyện này rồi. Quả nhân vẫn luôn chú ý đến tiểu tử đó, ngoài thô trong kỹ, tuyệt đối không hề quá quát như vẻ bề ngoài. Huống hồ, con gái của quả nhân từ nhỏ đã bị chiều hư, cũng là một đứa nhóc khiến người ta đau đầu, gả đến đâu cũng không ổn, đứa trẻ ngoan không xứng với nó, cần một nam nhân dám quản giáo nó. Một đứa đợi gả, một đứa đợi cưới, hai đứa nó chính là một đôi do trời đất tạo thành. Nếu Hạo Thanh Thanh nghe được lời này, có lẽ sẽ phát điên ngay, lão cha dám nói con gái mình như vậy đấy. Ngọc Thương, nói không chừng vẫn còn người hợp với trưởng công chúa hơn. Hạo Vân Đồ, quả nhân lại thích tiểu tử hô diên kia nói đến nước này ngọc thương im lặng một hồi rồi chậm rãi gật đầu được trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng đây cũng là chuyện tốt đẹp sau khi xuất cung ta sẽ đến nhà thượng tướng quân để tác hợp làm phiền tiên sinh rồi hạo vân đồ mừng rỡ hai tay nâng chén và nói quả nhân kính tiên sinh ngọc thương đáp lễ ba vị trưởng môn nhìn nhau không nói câu nào hơn nữa cũng không định nhúng tay vào chuyện này chuyện giữa hoàng đế và hô diên vô hận bọn họ có giúp cũng không thích hợp cho lắm đặt chén rượu xuống, Hạo Vân Đồ lập tức quay đầu nói với bộ tầm, Trung Phu Nhân từ xa vượt ngàn núi vạn sông tới bái sư, cực kỳ mệt mỏi, sao có thể để Trung Phu Nhân bôn ba vậy được. Người lập tức phái người đi tìm, phải mau chóng tìm được tung tích của Ngưu Hữu Đạo ngay bây giờ. Dạ, bộ tầm khom người đáp lại, về hướng đi của Ngưu Hữu Đạo, bộ tầm sớm đã nắm được, đương nhiên ông ta hiểu ý của Hảo Vân Đồ. Trước đó y nói không biết, đảo mắt một cái đã tự vả miệng. Nếu Ngọc Thương có thể tác hợp hôn sự của trưởng công chúa, đương nhiên bên này cũng có thể tìm được tung tích của Ngưu Hữu Đạo, nếu chuyện tác hợp không thành thì sẽ là kết quả khác, bên này cũng chẳng dễ chơi. Mà Ngọc Thương cũng xem như hết lòng tuân thủ lời hứa. Trước khi tiệc rượu kết thúc, ông ta nói mình xuất cung rồi sẽ đi thẳng tới nhà thượng tướng quân Hô Diên để bàn chuyện hôn sự. Hạo Vân đồ mừng rỡ, lập tức sai bộ tầm chuẩn bị xe ngựa đưa Ngọc Thương tới đó. Gần đây tâm trạng lão đại có vẻ không đúng, trong quán đậu hũ, đám người như lâm ra ngoài huấn luyện rồi trở về, phát hiện viên cương ngồi một mình trong đình, dựa vào cột ôm một vò rượu mà uống. Bọn họ không khỏi nói thầm với nhau đôi câu. Hai ngày qua, viên cương không tham gia huấn luyện cùng bọn họ, hắn ta cứ buồn bã, một mình ở nhà mà hắn ta lại không phải kiểu người uống rượu hỏng việc. Nên tình cảnh hắn ta ôm vò rượu không buông như thế, mọi người chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hu hu, kế đó có người khóc nước nở chạy tới, mọi người vừa quay đầu lại là thấy ngay, bọn họ trợn mắt há mồm ngay tức khắc, thấy Hồ Diên Uy vừa khóc sướt mướt vừa chạy vào. Viên Cương quay đầu nhìn lại, ngây ngẩn cả người, khó mà tưởng tượng được kẻ mặt dày mày dạn, ăn chơi trác táng như Hồ Diên Uy lại khóc. Hồ Diên Uy chạy đến bên cạnh Viên Cương, đoạt lấy vỏ rượu trong tay hắn ta rồi ngửa đầu tu ừng ực ừng ực, rượu chảy hai bên khóe miệng xuống làm ướt cả quần áo. Bỏ vỏ rượu xuống, Hồ Diên Uy đặt mông ngồi, ngửa mặt lên trời rơi lệ, tỏ vẻ đau lòng muốn chết. Tam thiếu gia, muốn khóc thì ra ngoài mà khóc. Viên cương lên tiếng khiển trách, hắn ta vốn đã phiền lòng bây giờ lại nhìn một nam nhân cao lớn khóc nức nở trong lòng càng phiền thêm hồ diên uy nâng tay áo lau nước mắt quay đầu nhìn hắn ta huynh đệ sắp sống không nổi nữa huynh không hề có một chút đồng cảm sao viên cương vừa mới được cho một khoản tiền lớn sao lại sống không nổi nữa tiền tính là cái dám gì hồ diên uy căm phẫn dương nhanh múa vuốt chỉ cần huynh có thể giúp ta giải quyết chuyện phiền toái này mỗi tháng ta sẽ cho huynh toàn bộ số tiền quái thật ngay cả tiền cũng không cần, chẳng hề giống với Tam thiếu gia Hồ Diên Uy mà mình quen một chút nào. Viên Cương nhìn hắn rồi hỏi, xảy ra chuyện gì? Không hỏi thì tốt. Vừa hỏi xong, Hồ Diên Uy khóc giống lên ngay tức khắc, trong nhà bảo ta phải cưới trưởng công chúa. Nói đến trưởng công chúa, Viên Cương lại nghĩ đến nữ nhân kia ở băng tuyết các ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo nói rằng thích mình, đó là một nữ nhân rất có cá tính. Hắn ta không khỏi cảm thấy lạ, chẳng phải cha ngươi vẫn luôn phản đối ngươi cưới nàng ấy ư? tại sao lại đột nhiên đồng ý thế? Hồ Diên Huy vừa mở miệng đã mắng, tất cả cũng tại lão bất tử mù quáng thích xem náo nhiệt gì đó, đời này của lão tử coi như bị hỏng trong tay ông ta rồi, làm sao ta lấy con tiện nhân hảo thanh thanh kia được? Cưới nó về rồi, lão tử đây còn đường sống à? Hắn vừa mắng lão sư của cha mình là lão bất tử, vừa mắng trưởng công chúa là tiện nhân, có thể thấy tâm trạng hắn phân uất đến độ nào? Thật ra Ngọc Thương tìm tới cũng không quá miễn cưỡng Hồ Diên vô hận, ông ta chỉ nói là hoàng đế nhờ mình mai mối, sau đó đề nghị hô diên vô hận hoặc là buông bỏ binh quyền, hoặc là bảo con trai cưới trưởng công chúa. Nếu không thì cứ tiếp tục như vậy cũng không có biện pháp, trừ phi ngươi muốn cậy vào binh quyền trong tay mà trở mặt với hoàng đế. Tuy nhiên, Ngọc Thương cũng trịnh trọng nhắc nhở hô diên vô hận nếu ngươi chịu buông bỏ binh quyền, đồng thời không chịu để con trai cưới trưởng công chúa, vậy tức là đắc tội hoàng đế quá mức, khiến thể diện hoàng đế bị mất sạch. Không có binh quyền che chở, chẳng khác nào bỏ đi ảnh hưởng đối với ba phái lớn kia, sớm muộn hoàng đế cũng tìm hô diên ra các ngươi tính sổ. Hô diên vô hận làm sao mà không rõ đạo lý này, hắn chỉ đang kéo dài, vẫn luôn kéo dài, cố tình phóng túng cho con trai ăn chơi đàng điếm, hy vọng hoàng đế có thể thay đổi ý định, nhằm bảo vệ hô diên ra vững vàng. chương 526, Người của Giáo Sự Đài một Ngọc Thương tìm tới cửa, ngay cả trưởng môn ba phái lớn mà hoàng đế cũng mời ra, lại nhờ lão sư của mình tới làm mai, hồ diên vô hận liền biết đây là quyết tâm của hoàng đế bám lấy con hắn không buông nếu hắn không đồng ý thì e không ổn có một số việc nếu như cuối cùng không thể tránh khỏi hắn đành phải thuận nước đẩy thuyền cho lão sư một lời thuận nước xong thuyền đồng ý với hôn sự này sau khi hỏi tình hình chung chung viên cương cũng thổn thức không thôi có một chút thông cảm với hồ diên uy chiếc phò mã này không hề dễ làm có lẽ người khác sẽ nghĩ thấy kẻ sang bắt quàng làm họ nhưng đối với hồ diên ra mà nói đây chưa chắc là chuyện tốt nhà họ không cần thiết phải cưới một vị tổ tông về. Viên cương cất lời khuyên giải, an ủi, có lẽ trưởng công chúa hơi điêu ngoa, nhưng vẫn không đến mức tỏ ra uy phong ở Hô Diên ra đâu. Hừ, Hô Diên y hừ một tiếng, cắt ngang lời hắn ta, đó mà là chuyện tỏ ra uy phong à. Huynh tưởng ta khờ thật sao? Huynh cho rằng ta không biết lý do mà hoàng đế muốn ta cưới con gái hắn ư, còn không phải do hắn nhìn chúng binh quyền trong tay cha ta à. Đó mới thật là mục đích kết thân đấy, nếu ta thật sự cưới con tiện nhân kia, cô Diên ra sẽ không được yên bình. Hoàng đế muốn chèn ép hai ca ca ta, mai này huynh đệ bọn ta làm sao mà ở chung được đây? Mẹ nó, hạo vân đồ, thứ lòng lang dạ sói. Viên cương ngắt lời hắn, tam công tử nói năng cẩn thận. An huynh, nếu huynh thật sự xem ta là huynh đệ thì cho ta mượn một ít tiền đi. Hồ Diên uy lau nước mắt, vươn tay đòi tiền. Viên cương ngạc nhiên, quán vừa mới phát tiền cho ngươi, chưa đủ cho ngươi tiêu xài sao? Ta đã như vậy rồi mà còn không cho ta chơi gái thoải mái nữa. Huynh có cho hay không hả? Hồ Diên Huy cứ mãi rỗi tay ra. Chuyện đã thành thế rồi, viên cương có thể làm gì đây? Hắn ta rất thông cảm, bảo Hồ Diên Huy viết giấy rồi cho hắn mượn 3.000 đồng vàng. Hồ Diên Huy cầm tiền, lau nước mắt rồi bỏ đi rất dứt khoát kiên quyết, không thèm ngoảnh lại. Viên cương cũng cho rằng hắn chỉ muốn chơi cho thoải mái, mãi đến khi đã qua nửa đêm, cả quán đậu hũ bị một đám người ngựa bao vây, Mãi đến khi Hồ Diên ra tự mình điều động binh mã tới bắt Hồ Diên Uy, Viên Cương mới hiểu ra mục đích mà hắn vay tiền. Hồ Diên Uy bỏ trốn, ngay từ đầu thằng nhóc này đã không tính đến việc trả tiền, lại còn đào hôn. Bị dày vò như vậy, đêm nay ai cũng đừng hòng thanh thản. Ngày hôm sau, cao trưởng quỹ đến hậu viện tìm được Viên Cương. Ông ta chịu đựng một đêm, tỏ vẻ mệt mỏi, cười khổ, chủ nhân, đã tìm được tam thiếu gia rồi ạ, mọi người có thể an tâm hôm nay viên cương không đến đúng giờ quán đậu hũ khai trương. Hắn ta vẫn luôn ở bên Hô Diên ra để chờ tin tức, dù sao thì phí chạy trốn của Hô Diên Uy cũng do hắn ta cấp cho. Viên cương hỏi, tìm được ra sao? Cao trưởng quỹ, ôi, chạy cũng không quá xa, bắt được ở nơi cách đây hơn 200 dặm. Nghe nói là bị truy đuổi nên trốn vào đống cỏ khô ở bãi chăn nuôi, rồi bị lục soát nên bắt được, sáng hôm nay đã áp giải về rồi. Ôi trời ơi, cả người ngài ấy thảm hại, người đầy cỏ vụn, Tội gì phải thế? Viên Cương im lặng, không biết làm sao để nói tốt cho Hồ Diên Uy. Hắn cũng quá vô dụng, mới đó đã bị bắt lại, không có bản lĩnh còn chạy trốn làm gì. Viên Cương không ngờ, ngay từ đầu Hồ Diên ra thật sự chẳng biết Hồ Diên Uy chạy hướng nào, nhưng chuyện này lại kinh động tới hoàng đế. Làm sao Hạo Vân Đồ có thể để hắn chạy chứ? Y lập tức lệnh cho giáo sự đài phải tìm được người, rất nhanh đã theo dõi được Hồ Diên Uy đi vào một bãi chăn nuôi đổi ngựa dọc đường giáo sự đài vẫn chưa trực tiếp bắt người, Hảo Vân Đồ cũng có sĩ diện đấy chứ, sao có thể hung hăng tóm lấy nam nhân không muốn cưới con gái mình, bắt hắn về để cưới con mình chứ. Dù sao thì cũng đã có người lặng lẽ truyền tin tới Hô Diên Gia, bảo người bên Hô Diên Gia tự mình hành động. Hô Diên Gia lập tức phát lệnh, điều động đội kỵ binh dũng mãnh vây bắt Hô Diên Uy ở gần hướng mà hắn chạy trốn. Mấy ngàn quân tinh nhuệ quét ngang qua chỉ để bắt một mình Hô Diên Uy, hơn nữa vị trí mục tiêu rõ ràng như vậy, lại thêm tu sĩ phối hợp ra tay, Hồ Diên Uy chỉ là một con chó chết chủ lẻ loi thì chạy hướng nào được. Mới đó họ đã bắt hắn về rồi. Cao trưởng quỹ lấy ra ba tờ chi phiếu trị giá một nghìn, chủ nhân, tam thiếu ra mượn tiền của ngài, thượng tướng quân bảo ta trả lại cho ngài để tam thiếu ra hết nợ. Viên cương nhận lấy, giấy nợ vẫn còn trong người hắn ta, hắn ta thuận lấy ra giao cho cao trưởng quỹ rồi hỏi, người đã bị bắt về rồi sao nữa. Cao trưởng quỹ thở ngắn than dài, phải nói là vô cùng thê thảm đó, thượng tướng quân ra lệnh một tiếng là dùng ra pháp để xử đánh đến khi tam thiếu gia quỷ khóc sói gào, nói sau này không dám nữa. Chắc là trong thời gian ngắn, tam thiếu gia không thể xuống giường được chứ đừng nói tới chuyện chạy trốn. Ôi chủ nhân ơi, không có chuyện gì thì ta có chuyện đi trước đây. Viên cương lặng lẽ gật đầu, không bao lâu, tin tức truyền ra khiến toàn bộ kinh đô nước tề chấn động. Người ta đồn rằng lúc lâm chiều, thượng tướng quân hô diên vô hận cầu thân với hoàng đế ngay trước mặt bá quan, cầu hôn trưởng công chúa Hạo Thanh Thanh cho con trai hô diên uy trước mặt bá quan, hoàng đế mở miệng nói đồng ý. Miệng vàng lời ngọc, vua không nói chơi, ván đã đóng thuyền. Về phần đương sự, cho dù là nhà trai hay nhà gái cũng không có quyền từ chối. Nhưng đối với một số người, điều họ để ý không phải chuyện này. Trong bạch vân gian, Tô Chiếu và Tần Miên đứng trước một tấm bản đồ. Ngón tay Tần Miên men theo con đường phía đông, khoa tay múa chân, nhìn tuyến đường này, rõ ràng là rời nước tề, trở về nước yến phía bên này nhận được tin tức có người qua đường vô tình nhìn thấy như hữu đạo cải trang giả dạng và đệ tử thiên ngọc môn sau khi bên này biết tin lập tức sai người ở vùng đó điều tra quả nhiên phát hiện có đệ tử thiên ngọc môn cải trang giả dạng ta đã biết tên giặc đó xảo trá mà tô chiếu cắn răng không dám nói mình sớm đã hoài nghi bây giờ kết quả đã chứng minh điều nàng suy đoán nàng kiên quyết nói lập tức liên hệ với cấp trên nhờ người phối hợp ở mọi ngả đường nếu không thì bằng mọi giá phải chặn hắn lại một khi hắn trốn về quận Thanh Sơn, về tới địa bàn của hắn, nếu động vào nữa thì tổ chức của chúng ta trả giá không nhỏ đâu, ta quyết không thể để hắn trốn về được. Nàng sớm đã muốn diệt trừ Ngưu Hữu Đạo, lần này được bên trên cho phép, đương nhiên phải làm hết sức. "Dạ." Tần Nguyên đáp lời, nhanh chóng rời đi, nhưng đi ra ngoài không bao lâu, nàng ta lại vội vàng quay về, mở miệng nói, "Tên giặc họ Ngưu gian trá, đi hướng đông để khiến chúng ta sai đường, ngược lại hắn đi hướng tây." Nàng ta dở phần thư mật trên tay ra, trên đây có nói tên giặc hảo nghiêu đã rời xa khu vực chúng ta quản lý, người của chúng ta có chạy tới cũng không kịp nữa rồi, bảo chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ để tránh bại lộ. Đi về hướng Tây, Tô Chiếu kinh ngạc, chắc chắn chứ. Tần Miên, cấp trên có thể trực tiếp ra lệnh cho chúng ta, đương nhiên nắm giữ tin tình báo rất đáng tin cậy, nếu không thì đã chẳng trực tiếp bảo chúng ta ngưng hẳn hành động. Tô Chiếu lại nhìn bản đồ một lần nữa, đi hướng Tây, tới vị trí nào cấp trên không báo cho chúng ta tình huống cụ thể, chỉ nói nguyên nhân để chúng ta ngừng hành động. Tuy nhiên nếu nói hắn đã rời xa khu vực chúng ta quản lý, nói chúng ta có cho người chạy tới cũng không kịp nữa, hẳn là tên giặc đó sắp tới bờ biển rồi. Một khi hắn trốn tới bờ biển, chỗ nào cũng có thể tránh được cả, dù chúng ta tìm tới hắn, cơ bản cũng không có hy vọng. Tần Miên vươn tay chỉ khu vực biển thuộc kinh đô nước Tề. chương 527, người của giáo sự đài 2. Vừa nghe nói nhiều hữu đạo tới bờ biển, Tô Chiếu hãi hùng khiếp phía ngay tức khắc, nàng lo hắn sẽ ra tay với số chiến mã kia. Xong ngẫm lại thì mình đã lo quá nhiều rồi, số chiến mã bên Bắc Châu đã sớm ra biển, bây giờ Ngưu Hữu Đạo chạy tới có ích gì chứ? Huống hồ, đội tàu biển vẫn luôn liên hệ với bên này, cả đội đã vòng theo hướng Bắc mà đi, trước mắt thì vị trí đã sớm cách xa bờ biển nước tề rồi. Còn nữa, Ngưu Hữu Đạo không thể nào có khả năng biết chuyện chiến mã. Không quá khả năng biết kia phê chiến mã sự, và lại, như Hữu Đạo đã biết Hiểu Nguyệt Các muốn đối phó hắn, biết thế lực Hiểu Nguyệt Các khổng lồ, dù đi đường bộ thế nào cũng không an toàn, định đi đường biển để thoát thân. Nghĩ thông suốt chuyện này, Tô Chiếu thở ra nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng vẫn hận đến mức ngứa răng, bán đứng lệnh hồ thu, tự mình lén trốn đi, làm chúng ta không rõ tại sao lại thế này, tung ra tin tức mình và lệnh hồ thu rơi vào tay triều đình để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta hòng tiếp tục che giấu việc mình chạy trốn. Bây giờ lại còn chạy theo hướng đông, nhưng thực tế lại thoát khỏi bằng hướng tây, tên giặc này đúng là vô cùng gian trá tần miên thở dài đúng vậy mưu kế liên hoàn của tên giặc ấy trông thì đơn giản thật ra cực kỳ cao minh các phân đoạn đều được bố trí tỉ mỉ mọi mặt đều được che giấu vô cùng tốt hắn chuồn khỏi chúng ta lâu như vậy thế mà chúng ta chưa hề nhìn thấu hắn lại còn bị hắn nắm mũi trâu kéo tới kéo đi náo loạn như thể lọt vào trong sương mù đến nỗi không tài nào tập trung lực lượng để tiến hành đuổi giết hắn lần này nếu không nhờ cấp trên nắm được tình hình đúng lúc Chúng ta cứ tập trung lực lượng chạy đến phía đông rồi đuổi giết, đợi đến khi phá được trận này, chỉ e hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng trên biển rồi. Nàng ta ngước mắt nhìn bản đồ, hẳn là hắn sắp tới bờ biển, hy vọng lần này cấp trên có thể tới kịp, bằng không thì sẽ phiền phức lớn. Tô Chiếu cười lạnh một tiếng, trái lại thì phiền phức cũng không lớn lắm đâu, cùng lắm chỉ khiến hắn đắc ý một lúc thôi. Tần Nguyên im lặng không nói, quả thực can hệ quá lớn, nàng ta không có cách nào nói chuyện ngụy trừ giả chết cho Tô Chiếu biết tại sao cấp trên không tiếc trả giá lớn muốn bóp chết nghiêu hữu đạo ngay trong cảnh giới nước tề nguyên nhân rất đơn giản ngay cả lệnh hồ thu cũng không biết trước mắt đương nhiên không ai biết ngụy trừ giả chết ngụy trừ là người của kim vương chỉ cần nghiêu hữu đạo còn ở trong cảnh giới nước tề ngụy trừ sẽ không dám tùy tiện lộ ra nhưng một khi nghiêu hữu đạo rời khỏi nước tề rời khỏi phạm vi thế lực kim vương ai dám đảm bảo hắn sẽ không đề cập chuyện này với người khác đến lúc đó ngụy trừ còn sống lại được sao mặt trời lặn trên thảo nguyên là cảnh tượng huy hoàng nơi cuối chân trời dân du mục ngồi trên lưng ngựa tay quất gậy dài xua châu dê và ngựa thành một vòng xa xa năm người cưỡi ngựa rong rồi chạy đến chạy về phía bên này đó là năm người nghiêu hữu đạo tốc độ ngựa cưỡi dần dần chậm lại hòa vào đàn châu đàn dê họ hỏi thăm chủ nhân của trại chăn nuôi đương nhiên là muốn đổi ngựa mới một tiểu cô nương chỉ tay vào ông cụ đang đứng trên bục gỗ ở phía trước hàng rào đó chính là chủ nhân của trại chăn nuôi này năm người cưỡi ngựa chậm chậm qua đó một hán tử cầm gậy dài và phóng ngựa chạy tới chặn ngang gậy để cản họ lại năm người ghi cương nhìn gã gã cũng cẩn thận quan sát năm người bọn họ ngưu hữu đạo cười hỏi vị bằng hữu này cớ gì lại cản chúng ta ánh mắt hán tử nhìn chằm chằm đối phương rồi nói nếu ta không nhìn lầm hẳn ngươi là ngưu hữu đạo gã vừa dứt lời vẻ ngoài của năm người tựa sóng nước chẳng sao nhưng trong lòng lại chấn động ngưu hữu đạo sờ gương mặt dâu quai nón của mình nhờ mắt hỏi, vị bằng hữu này nói gì, chúng ta không hiểu. Hán tử đưa tay vào trong ngực, lấy ra một tấm lệnh bài, đưa ra trước mặt năm người, trên lệnh bài có khắc một con diều hâu u ám, cặp mắt ưng kia trông thật khiếp người. Quản phương nghi hơi có rút khóe miệng, nhìn xem phản ứng của Ngưu Hữu đạo, thấy hắn giống như không quen biết, bà ta mới rủi ngựa đến gần, khẽ nói, người của giáo sự đài. Nói vậy vị này chính là Hồng Nương nhỉ, hán tử hỏi rõ, thu lại lệnh bài trên tay, bỗng dưng cất tiếng nặng nề, bệ hạ có chỉ mời năm vị ở lại nghỉ ngơi ngày mai trở về kinh thành có chuyện quan trọng cần phải thương lượng chuyện tới bây giờ đối phương đã nói đến nước này như hữu đạo đã hiểu rõ hắn cho rằng hành tung của mình bí ẩn thật ra vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay hạo vân đồ như hữu đạo hỏi từ từ không biết có chuyện gì quan trọng cần thương lượng vậy bên trên chưa nói cũng không phải điều ta nên hỏi ta đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ cho các vị mời hán tử đưa tay ra mời sau đó quay đầu ngựa cưỡi rồi dẫn đường phía trước bốn người xung quanh nhìn sang nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo hai gót chân một bụng ngựa đuổi kịp đối phương đồng thời quan sát khung cảnh xung quanh bốn người nhìn nhau cũng chỉ biết đuổi kịp bọn họ đi vào trong trại chăn nuôi quả nhiên lều trại đã được chuẩn bị xong để họ nghỉ ngơi việc ăn uống trong lều cũng được chuẩn bị tốt rõ ràng không chỉ nắm giữ hướng đi của họ thậm chí họ đi đến đâu người ta cũng tính được nghiêu hữu đạo kiểm tra đồ ăn thức uống một lần sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn mới im lặng ăn uống. hắn không ngờ rằng đã đi tới đoạn đường cuối rồi, cùng lắm chỉ cần nửa ngày là có thể tới được mục tiêu, luôn cho rằng có thể thuận lợi thoát thân. ai ngờ người của giáo sự đài lại nhảy ra bảo cả bọn dừng lại. lúc này đây, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. quản phương nghi thì đang lầm nhầm oán trách ở đằng kia, lại phải quay về rồi, vất vả cực nhọc trốn chạy nhiều ngày vô ích như thế. đợi đến khi ăn uống xong xuôi, như hữu đạo mới dùng mắt ra hiệu cho quản phương nghi. Bà ta chui ra khỏi lều với hắn, cùng nhau đi chầm chậm tới chỗ tắm gội trong trại chăn nuôi dưới ánh nắng hoàng hôn. Có người khiêng túi nước bằng da dê đổ lên người xúc vật, hai mắt quản phương nhi tỏa sáng ngay tức khắc, giờ muốn chết, ta đi tìm nguồn nước chính để tắm gội một phen đây. như Hữu đạo lên tiếng ngăn cản, để hứa lão lục và Trần Bá ở lại đây, nếu không có tu sĩ thì không có ai cản trở chúng ta chuẩn bị đường rút, đợi trời tối rồi thì lập tức bỏ chạy lấy người. Mới vừa đi ra hai bước, quản phương nhi dừng lại xoay người, ngạc nhiên nói người muốn kháng chỉ à nghiêu hữu đạo kháng chỉ ngươi không ở kinh đô nước tề nên ngu hẳn đi rồi à quản phương nghi hiểu rõ ý hắn hỏi lại ngươi tưởng ngươi đắc tội hạo vân đồ mà có thể an toàn rời khỏi nước tề à nghiêu hữu đạo cũng hỏi lại bà ta ngươi cho rằng lễ vật do thiên ngọc môn dâng lên không có tác dụng gì với các thế lực lớn nước yến sao ngươi tưởng các thế lực lớn thuộc cảnh giới nước yến sẽ để mặc tu sĩ nước khác xông tới muốn làm gì thì làm à hẳn là ngươi hiểu rõ giữa nước này với nước kia chính là ranh giới phân chia ích lợi của các thế lực lớn trong giới tu hành. Quản phương nghi, người nói thì ta hiểu, nhưng người cũng phải hiểu rằng nếu như Hạo Vân Đồ thật sự muốn gây áp lực với Thiên Ngọc Môn, Thiên Ngọc Môn rất có khả năng sẽ ra tay đối phó ngươi, sức ảnh hưởng của Hạo Vân Đồ tuyệt đối làm được. Nghiêu hiểu đạo, người nghĩ ta nán lại quận Thanh Sơn chỉ để du sơn ngoạn thủy à? Ngươi cho rằng ta vì cái gì mà phải liều mạng qua đây để mưu cầu công danh cho hai quận. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, Tất cả những gì thuộc về quận Thanh Sơn và quận Quảng Nghĩa đều do ta định đoạt." Hắn chỉ vào chóp mũi mình, ngụ ý, nếu Thiên Ngọc Môn dám chọc tới ta, hai quận đấy sẽ thoát khỏi sự khống chế của chúng. Quản Phương nghi kinh ngạc, hỏi, "Sức ảnh hưởng của ngươi đối với Thương Chiêu Tông lớn đến vậy sao?" như Hữu Đạo, người cảm thấy trước mắt, thực lực của Thương Chiêu Tông có thể thoát khỏi sự chống chế của Thiên Ngọc Môn không? Chương 528: Đốt trại chăn nuôi. "Vậy ngươi muốn chỉ rõ điều gì?" ta chỉ rõ cái gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là ngươi đến quận Thanh Sơn, nơi đó có thể bảo vệ ngươi bình an. Bảo vệ ta bình an, Hạo Vân Đồ tuyệt đối có khả năng gây ảnh hưởng đến triều đình nước Yến, chỉ cần y mở miệng, ngươi cảm thấy tầm quan trọng của mình có thể khiến triều đình nước Yến không nể mặt Hạo Vân Đồ sao. Có nước tề ủng hộ việc ổn định các nước, ngươi tưởng triều đình nước Yến không dám tấn công quận Thanh Sơn ư. Ngươi không những chuyện bé xé to mà còn xé cho xa, Hạo Vân Đồ không tới nỗi vì ta mà gây động tĩnh lớn đến thế đâu, đối với người ta mà nói sẽ không đáng. Tóm lại ngươi yên tâm, nếu ta không thể tự bảo vệ mình thì sẽ không trốn ở quận Thanh Sơn. Lý do, không cần lý do, sau này ngươi sẽ hiểu. Ngưu Hữu Đạo nói cho có lệ, bây giờ hắn sẽ không nói cho bà ta biết rằng phủ vạn động thiên và hải như nguyệt đã sớm bị hắn âm thầm kéo xuống nước. Bây giờ hắn sẽ không nói cho bà ta biết rằng hắn tuyệt đối có sức ảnh hưởng đối với Kim Châu nước triệu, cho dù là triều đình nước Yến hay Thiên Ngọc Môn, nếu ai dám ép buộc không cho hắn dừng chân lại quận Thanh Sơn, ép hắn không còn đường sống, Kim Châu chỉ có thể liều mạng bảo vệ hắn, đến lúc đó nước triệu cũng không tài nào khống chế được cuộc diện. Triều đình nước Yến cân nhắc hậu quả nếu Kim Châu xuất binh xâm phạm, Thiên Ngọc Môn cân nhắc hậu quả nếu hàng xóm to con ở cách vách quận Thanh Sơn trở mặt. Đương nhiên, trước mắt ngay cả phủ vạn động thiên và hải như Nguyệt đều không biết điều này. Nếu không gặp chuyện bất đắc dĩ, như hữu đạo hắn sẽ không để lộ ra. Trước mắt hắn nói điểm đến cho quản Phương Nghi chỉ vì muốn bà ta yên lòng. Ngay cả hai chữ kháng chỉ cũng dám thốt ra, có thể thấy trong lòng bà ta đầy vẻ sầu lo. Với lại, ở đâu ra mà kháng chỉ chứ? Ý chỉ đâu? Nghiêu Hữu đạo tay ra, tỏ ý muốn đòi đồ. Quản Phương Nghi, trong lòng ngươi tự hiểu, người ta có thể nắm rõ hành tung của ngươi, thân phận người của giáo sự đài không thể giả được, người bên giáo sự đài cũng sẽ không giả truyền ý chỉ. Nghiêu Hữu đạo, ta không hiểu, một kẻ tùy tiện chạy tới nói mình có ý chỉ ta phải tin sao? Dựa vào cái gì, ta thấy đúng là giả mạo. Quản phương nghi trợn trắng mắt, hắn cứ một mực nói đùa như vậy, chẳng lẽ mình phải nói rõ ra hay sao? Cần phải mau chóng rời khỏi. Nghiêu hiểu đạo cất giọng kiên quyết, chậm rãi xoay người, nhìn đàn gia súc ở đằng xa đang được chăm sóc, thỉnh thoảng hắn lại nhìn sang người của giáo sự đài, từ từ nói có quỷ mới biết hiểu nguyệt các xâm nhập vào giáo sự đài hay không. Lúc này đây, ngoại trừ người nhà thì ta chẳng tin kẻ nào hết, tuyệt đối không thể giao tính mạng mình vào tay người khác. Đừng nói là hoàng đế nước tề, cho dù đó là ý chỉ của lão thiên vương, ta cũng không thèm để ý. Bây giờ hắn không thể nào nói cho quản phương nghi biết chuyện liên quan đến thương kính, chuyện hắn và lệnh hồ thu mập mờ lâu như vậy đã bị phá vỡ, trong lòng hắn hiểu rõ lần này hiểu nguyệt các có bao nhiêu quyết tâm muốn động tới mình. Quay về kinh đô nước tề sao, nói dỡ nà, suốt dây động rừng ép hắn phải chạy thoát nhanh hơn thì có. Quản phương nghi im lặng, không thể không thừa nhận, quyết định của Ngưu Hữu Đạo ít nhiều gì cũng có chút lý lẽ. Trong lều trại, Ngưu Hữu Đạo đứng trước bản đồ, nhìn chằm chằm hồi lâu. Quản Phương Nghi quanh quẩn ngay bên cạnh, thầm thu canh gác bên ngoài, màn cửa được xốc lên, Trần Bá và Hứa lão lục đi vào, Quản Phương Nghi hỏi ngay, tình hình sao rồi? Hứa lão lục nói, đại tỷ, ta đã thử tiếp xúc, đồng thời dò xét nơi này một lần, không hề có tu sĩ tồn tại. Quản Phương Nghi lập tức nhìn sang Ngưu Hữu Đạo, đùa kiểu gì thế này? nghiêu hữu đạo cũng không quay đầu lại thẩm thu thẩm thu xốc màn cửa rồi chui vào đi đến trước mặt hắn đạo ra. nghiêu hữu đạo hỏi có biết thuyền đang ở đâu chờ chúng ta không thẩm thu lắc đầu không biết hạ à, trưởng môn chỉ nói thuyền đang chờ chúng ta ở địa điểm đã hẹn hắn ta thật sự không biết địa điểm đã hẹn chính là nơi hẹn nhau gặp mặt của hắc mẫu đơn công tôn bố và nghiêu hữu đạo trên thư mật cũng chỉ nói là địa điểm đã hẹn không để bất kỳ ai khác biết nơi đó cụ thể ra sao Bây giờ đoàn thuyền trở về trên cơ bản đã nhanh chóng cách xa khu vực biển nước tề, chỉ trừ lại một con tàu ở địa điểm được chỉ định gặp nhau bí mật, chờ Ngưu Hữu Đạo tới. Trần Bá, Hứa Lão Lục, Ngưu Hữu Đạo gọi hai người đó qua, chỉ tay vào vị trí đại khái hiện giờ của mọi người trên bản đồ, vẽ một đường cong rồi nói, chúng ta đang ở đây, hai người và thẩm thu hợp lại, thay đổi lộ trình rồi đi đường vòng, vòng vào cảnh giới nước tấn. Chúng ta hẹn gặp nhau ở hòn đảo kia thuộc khu vực biển nước tấn. Ba người nhìn nhau, quản phương nghi hỏi ngay, người có ý gì? Nghiêu hiểu đạo, lúc này đây chỉ có thể xem như bại lộ, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất mới được. Nếu có kẻ gây bất lợi cho chúng ta, hẳn kẻ đó đã nắm được số người bên phe mình. Năm người ở cùng nhau, mục tiêu quá rõ ràng, cần phải tách ra ngay. Lỡ như gặp chuyện cũng giữ lại được niềm hy vọng lớn hơn, không đến mức tất cả đều gặp nạn. Quản phương nghi nổi giận, người muốn đưa họ ra làm mồi dụ địch tới à? ta không đồng ý như hữu đạo bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm bà ta trầm giọng nói chia làm hai tốp không ai là mồi cả nếu nói mồi thì cả hai tốp đều là mồi nếu quả thực có kẻ muốn gây bất lợi cho chúng ta chỉ cần không phải kẻ ngốc là biết ngay chúng ta muốn ra biển kẻ đó sẽ chạy tới bờ biển trái lại nơi đó sẽ thành chỗ nguy hiểm nhất đi vòng quanh sẽ an toàn hơn hẳn nếu ngươi không muốn thì hai người chúng ta đi vòng còn bọn họ thì đi thẳng tới biển quản phương nghi bĩu môi không cãi nữa đồng nghĩa với việc bà ta tin lời Ngưu Hữu Đạo nói. Đầu tiên là vì Ngưu Hữu Đạo nói có lý lẽ, sau đó là vì có vết xe đổ của hắn ngay tại đây, trước hết phải để người bên cạnh mình thoát khỏi hiểm cảnh, còn mình thì ở lại hiểm cảnh mà vòng quanh. Hứa lão lục sen mồm vào nói, đại tỷ, đạo gia nói có lý. Như vậy đi, chúng ta ra bờ biển, tỷ và đạo gia đi đường vòng. Không được, quản phương nghi lập tức đổi ý, tỷ tử bất thị tỷ tử, nhãn tinh bất thị nhãn tinh một mà liếc nghiêu hữu đạo một cái, Tức giận nói, dựa theo lời hắn mà làm đi Một mũi không phải mũi, mắt không phải mắt Ý nói nhìn với vẻ không vừa mắt Truy đao, Trần bá nói Chủ nhân, hay là chúng ta tới bờ biển đi ạ Các người thật sự tin lời nhảm ruồi của hắn sao Các người cảm thấy hắn là kẻ chán sống à Đường hắn đi chắc chắn an toàn hơn thế nữa Quản phương nghi trợn mắt Lập tức đưa ra quyết định ngay tại chỗ Được rồi, cứ làm như thế đi Như hiểu đạo cũng không xài bước theo bọn họ hắn nói với thẩm thu lập tức đưa tin cho sư phụ của ngươi trời vừa sáng tàu sẽ lập tức rời khỏi chỗ hẹn gặp mặt dựa theo đường thủy trước đó mà xuất phát thẩm thu sừng sốt một chút ngài không đợi chúng ta sao ạ phải biết rằng khống chế tàu một lần nữa nói thì đơn giản nhưng nếu chi tiết thì có thể xảy ra rủi ro bại lộ hành tung ngươi chẳng thể tùy tiện cản tàu rồi bắt người ta phải chạy tới quận thanh sơn xa xôi như thế tàu nhỏ không thể đi xa tàu lớn đều thuộc về mấy hộ có tiền tất cả đều có kim xí sí liên lạc Chủ tàu mất liên lạc với tàu của mình, tất sẽ bị hỏi thăm, phần lớn người đi biển vừa nhìn thấy tàu đối phương đã biết đó là nhà ai. Nếu tìm người lái tàu trên lục địa hoặc chỉ sắp xếp tàu bè, đồng nghĩa với việc ở lại trên lục địa một thời gian dài. Chẳng phải đạo gia nói lục địa nguy hiểm, phải nhanh chóng thoát khỏi lục địa hay sao? Nghiêu hiểu đạo, đừng hỏi nhiều, cứ làm theo đi. Đối với hắn mà nói, nếu trước hừng đông ngày mai mà hắn chưa thể đến được địa điểm hẹn nhau gặp mặt thì tàu không cần thiết phải chờ ở đó nữa. Dạ. Thẩm Thu đáp lại, nghiêu Hữu Đạo lại quay đầu hạ lệnh, đốt trại chăn nuôi, tạo cơn hỗn loạn. Chương 529, tự tiện chủ trương 1. Một đám hắc y nhân che mặt bay vút dưới màn đêm, tên cầm đầu đứng trên gò cao, ngây ngẩn cả người, nhìn ánh lửa bập bùng thiêu đốt ở đằng xa. Những tên còn lại lục tục kéo lên gò cả, tất cả đều sửng sốt. Là chỗ mà mục tiêu đang ở sao? Tại sao lại bốc cháy? Đám người này đúng là đội quân tinh nhuệ nhất của Hiểu Nguyệt Các trong khu vực này, bọn chúng vâng mệnh tới gần bao vây diệt trừ như hữu đạo vốn định đến gần mục tiêu rồi tiến hành bí mật bao vây bố trí nào ngờ vừa tới đã thấy một màn này lửa kia cháy rồi hàng rào trâu dê ngựa, ngựa chảy thảo nguyên vừa được bao phủ trong màn đêm đống cỏ khô trong trại chăn nuôi đã bốc cháy tạo nên trận lửa rừng rực rất nhiều lều trại bị cháy dân du mục khóc lóc kêu la thét đến chói tai vì cứu hỏa không biết tại sao mà hàng rào vây quanh bỗng sụp xuống từng bó cỏ rực lửa cháy sáng dáng xuống từ trời, rơi vào giữa đám xúc vật, châu dê ngựa sợ hãi kêu lên khắp bốn phía. Hán tử thuộc giáo sự đài, trước hết gã xông vào lều của đám người như hữu đạo, kết quả phát hiện lều trại đã bị ngọn lửa lớn nuốt chừng. Gã lại chạy tới chiếc bàn giản đơn được dựng trong trại chăn nuôi, nhưng đâu còn nhìn thấy hướng người đi nữa, chỉ thấy châu dê ngựa chạy loạn mà thôi. Xong dưới ánh trăng, gã mơ hồ thấy một con ngựa chạy tới. Sau khi nó đến gần, có thể thấy rõ trên lưng ngựa có một nam tử mặc hắc y, dáng vẻ nho nhã thư sinh. Hắn tử thuộc giáo sự đài lập tức nhảy xuống, vớ lấy loan đao, nhảy lên ngựa rồi phóng tới ngăn cản đối phương, vùng đao quát lên, ai đó. Nam tử nho nhã chắp tay nói, cho hỏi từ Đức Hải có ở đây không? Hắn tử thuộc giáo sự đài quan sát hắn từ trên xuống dưới, tìm từ Đức Hải có chuyện gì? Nam tử nho nhã nói, tại hạ là từ Dung, đệ tử của Ngọc Thương Tiên Sinh, hiện đang du ngoạn ở vùng này đột ngột nhận được thư sư phụ gửi tới, dặn tại hạ đến đón tiên sinh Ngưu Hữu Đạo về kinh. Trong thư sư phụ nói rằng sẽ có người từ triều đình đến đây tiếp ứng, cùng họ với tại hạ, tên là Từ Đức Hải, không biết các hạ có thể giúp tại hạ hỏi thăm một chút không? Hóa ra là Từ Dung tiên sinh, tại hạ chính là Từ Đức Hải. Hán tử thuộc giáo sự đài chắp tay đáp lễ, người tiếp ứng tiên sinh đúng là tại hạ, chỉ là trước mắt có hỏa hoạn, tâm trạng không tốt nên mới mạo phạm tiên sinh ít nhiều, xin hãy bao dung không sao không sao từ dung xua tay nhìn chầm chầm đám cháy và nhíu mày hỏi được lắm tại sao lại bị hỏa hoạn từ đức hải quay đầu lại nhìn hắn trầm giọng nói hẳn là có kẻ âm mưu phóng hỏa từ dung lập tức truy hỏi như hữu đạo đâu không thấy tám chín phần là đám người bọn hắn phóng hỏa quả thực buồn cười từ đức hải cất tiếng oán hận hàng năm gã đều canh ở chỗ này ít nhiều gì cũng có cảm tình với trại chăn nuôi nào ngờ nó lại bị người ta dùng lửa đốt cháy gã vui được mới lạ Nghe vậy, Từ Dung lập tức vòng ngựa mấy vòng, phóng tầm mắt quan sát mọi nơi. Trăng sáng mọc trên biển, sóng lớn qua đầu, một bóng đen đứng sừng sững trên mặt biển, là một tảng đá ngầm cực lớn. Cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn chạy qua. Chiếc thuyền lớn này không chỉ chạy qua không thôi mà còn chạy đi chạy về nhiều lần. Trong mắt người ngoài, có lẽ là một chiếc thuyền nào đó đi qua nơi này. Nhưng thật ra, cứ chạy đi chạy về nhiều lần, cũng không dễ dàng làm cho người ta cảm thấy chiếc thuyền đang lưu lại trên vùng biển này. Đây là chiếc thuyền mà Ngưu Hữu Đạo có hẹn gặp mặt, cũng không phải thuyền chở chiến mã, chỉ là một trong số 200 chiếc thuyền chở đồ tiếp tế. Thuyền chở chiến mã đã sớm đi rồi, Ngưu Hữu Đạo cũng không ngốc nếu cứ để thuyền chở chiến mã ở lại đây. Như vậy quá nguy hiểm, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất dễ dàng bại lộ chuyện cướp chiến mã của hắn. Một thuyền chở đồ tiếp tế, khi gặp chuyện, giải thích thế nào cũng được. Trên bong thuyền, Hắc Mẫu Đơn đứng sóng vai công tôn bố nhìn ra biển tại sao ngài ấy còn chưa đến? Hắc mẫu đơn có chút lo lắng, nàng ta lo lắng không phải là không có nguyên nhân, mặc dù không biết nghiêu hữu đạo rốt cuộc đã làm gì ở Kinh Thành, nhưng từ tin tức thẩm thu truyền đến, mọi người biết được phù phương viên đã đuổi hồng tụ, hồng phất ra ngoài, về sau lại thoát thân khỏi lệnh hồ thu, khi đó nàng ta đã ý thức được đạo gia 89 phần 10 đã vạch mặt với lệnh hồ thu. Trước đó nàng ta đã biết rõ ràng chuyện giữa nghiêu hữu đạo và lệnh hồ thu, cũng biết được thân phận của ông ta. Vạch mặt với lệnh hồ thu, cũng đồng nghĩa phải đối mặt với hiểu nguyệt các. Mặc dù nàng ta đã sớm biết nghiêu hiếu đạo và lệnh hồ thu không có khả năng cứ tiếp tục như vậy mãi, sớm muộn gì cũng ngả bài thôi. Nhưng khi ngày đó đến, nàng ta vẫn không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Hiểu nguyệt các đáng sợ đến cỡ nào, không phải nàng không biết. Công tôn bố an ủi, yên tâm đi, dựa vào tin tức trước đó mà phán đoán, hắn cách nơi này không xa đâu. Đúng lúc này, một con kim xí vạch phá bầu trời đêm, bay thẳng đến chiếc thuyền, chui vào bên trong một cánh cửa sổ một căn phòng nhỏ trên thuyền. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi bong thuyền bước vào trong khoang thuyền, đến chỗ kim sĩ đang đậu để lấy tin tức. Là tin tức đạo gia bên kia gửi đến sao? Công tôn bố đóng cửa, sau đó hỏi. Hai đệ tử đang canh giữ bên trong khoang thuyền vội lấy ra mật tín, song song đứng dậy, một người trả lời, vâng, là tin tức đạo gia gửi đến. Công tôn bố nói, mau dịch ra đi. Vâng, một đệ tử lên tiếng, nhanh chóng dịch ra nội dung, viết lên trên một tờ giấy rồi đưa cho công tôn bố. Hắc mẫu đơn cũng rũi đầu sang đọc nội dung mật tín. Sau khi đọc xong, hai người nhìn nhau, công tôn bố cao mày, chuyện gì xảy ra thế? Không phải gặp mặt nhau ở đây sao? Tại sao lại bảo chúng ta xuất phát vào sáng sớm ngày mai, là có ý gì? Hắc mẫu đơn nghiêm túc nói, nhất định là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngài ấy không muốn chúng ta bị bại lộ, hãy mau gửi tin hỏi rõ tình huống. Công tôn bố gật đầu, lập tức hạ lệnh, gửi tin tức, hỏi rõ tình huống. Rõ, hai tên đệ tử vội vàng chấp hành, không bao lâu sau, một con kim xí được thả ra ngoài. Sau đó, công tôn bố và hắc mẫu đơn vừa chờ đợi vừa lo lắng. Lúc thì đi qua đi lại trong khoang thuyền, lúc thì đi qua đi lại trên bong thuyền. Xong thời gian chờ đợi lần này cũng không quá dài. Sau hai canh giờ, hai người nhìn thấy một con kim xí đang bay trở về. Hai người một lần nữa bước vào căn phòng nhỏ trên thuyền công tôn bố hỏi lại câu hỏi kia là tin tức của đạo gia bên kia sao phải một đệ tử cung kính trả lời công tôn bố chỉ vào mật tín các ngươi mau dịch ra đi ông ta quay lại nhìn hắc mẫu đơn từ thời gian kim xí sí bay đi và bay vế tính một chiều cùng lắm chưa đến nửa ngày là hắn sẽ đến xem ra đạo gia nói trước khi trời sáng lái thuyền đi cũng không phải là không có lý hắc mẫu đơn nhếch môi thật ra trong lòng hai người cũng chẳng lạc quan cho lắm đạo gia bảo bọn họ rời đi vào lúc sáng sớm cũng không nói sẽ đến đây gặp bọn họ vào lúc sáng sớm sau khi xem nội dung đã được dịch xong công tôn bố và hắc mẫu đơn đều im lặng hai người không tiện nói quá nhiều trước mặt đệ tử ngũ lương sơn tránh để cho bọn họ lo lắng vội rời khỏi căn phòng nhỏ sau khi ra khỏi căn phòng hắc mẫu đơn gõ cửa phòng đoạn hổ sau đó ngoắc đoạn hổ ra hiệu một chút công tôn bố nhìn hắc mẫu đơn cũng không biết nàng ta gọi đoạn hổ ra ngoài là có ý gì mấy chuyện khiến người ta lo lắng này, càng ít người biết càng tốt. Đoạn hổ nhanh chóng bước ra, ba người cùng nhau bước ra bong thuyền. Đoạn hổ hỏi, đại tỷ, sắc mặt của tỷ không tốt, có chuyện gì vậy? Hắc mẫu đơn đưa mật tín cho gã xem. Sau khi đoạn hổ nhìn qua xong, hơi khó hiểu, hỏi, không phải ngài ấy bảo gặp mặt ở đây sao? Tại sao lại bảo chúng ta đến hải đảo nước tấn, có ý gì vậy? chương 530, tự tiện chủ trương 2. Hắc mẫu đơn đáp, thẩm thu nói rất rõ ràng, hành tung bại lộ đạo gia đang gặp nguy hiểm cho nên năm người mới chia thành hai nhóm đoạn hổ nhìn công tôn bố rồi lại nhìn hắc mẫu đơn gặp nguy hiểm sao vậy chúng ta phải làm sao bây giờ hắc mẫu đơn hỏi người đi với ta một chuyến ta và ngươi sẽ giúp đạo gia thoát khỏi nguy hiểm ngươi có sợ hay không đoạn hổ ưỡn ngực tỷ không sợ ta có gì phải sợ công tôn bố giật mình nói mẫu đơn muội tử giúp đạo gia thoát khỏi nguy hiểm gì chứ muội đừng nói giỡn mặc dù đạo gia còn trẻ tuổi nhưng so với những người mà ta đã gặp qua luận trí óc và bản lĩnh không ai qua được hắn đạo gia đã sắp xếp xong chúng ta cứ theo lời đạo gia mà làm không cần các ngươi đi giải cứu làm gì nhưng hắc mẫu đơn lại biết rõ tình huống trong lòng cũng hiểu nghiêu hữu đạo hơn so với những người khác tình huống lần này không giống người đối đầu rất có thể là hiểu nguyệt các cho dù không phải hiểu nguyệt các vẫn sẽ có tình huống cực kỳ nguy hiểm xuất hiện nếu không đi chung hắn sẽ không trong thời điểm chuẩn bị gặp mặt lại chia thành hai nhóm làm việc theo lý nhân thủ nhiều hơn khả năng thành công khi đối đầu với nguy hiểm vẫn cao hơn hắc mẫu đơn nói công tôn huynh thật ra ta và ngươi đều biết rõ trong lòng trước mắt đạo gia chia mọi người thành hai nhóm nói rõ một khi có việc nhiều người cũng không dùng được công tôn bố nói chính vì vậy các ngươi lại càng không thể đi biết rõ sẽ gặp nguy hiểm mà còn chạy đến nếu ngay cả đạo gia cũng ứng phó không nổi các ngươi đến thì có tác dụng gì Hắc Mẫu Đơn nói, công tôn huynh, chúng ta theo đạo gia lâu như vậy, đạo gia vốn đang trong tình huống phức tạp, nhưng ngài ấy có bạc đãi qua người nào trong chúng ta không? Ngài ấy luôn chiếu cố chúng ta rất tốt, quận Thanh Sơn cũng vì nể mặt đạo gia mà tạo điều kiện cho chúng ta. Trong tình huống chúng ta không có uy tín và bản lĩnh, thế lực khắp nơi sẽ không để chúng ta vào mắt. Chỉ có uy tín và bản lĩnh của đạo gia mới có thể chấn trụ các phương. Đạo gia trời sinh là người cầm lái, rời khỏi ngài ấy, ta không ổn, huynh không ổn, tất cả chúng ta đều không ổn. Khi chúng ta bị tách ra, ngũ lương Sơn Huynh sẽ đi theo con đường nào? Cho nên, cho dù là vì chúng ta, đạo gia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Công tôn bố than thở, không cần muội nói đạo lý đó, ta cũng biết. Các người định làm gì? Hắc mẫu đơn đáp, có cách chứ? Không phải đạo gia và hồng nương chung một chỗ sao? Ta và đoạn hổ vừa vặn cũng tạo thành một cặp. Công tôn bố hiểu ý của nàng ta, nhưng gương mặt vẫn do dự. Hắc Mẫu đơn an ủi tiếp, huynh yên tâm đi, tình huống chưa chắc đã xấu như chúng ta đã nghĩ, có thể là do chúng ta sợ bóng sợ gió. Về sau, nếu gặp phải nguy hiểm gì, khả năng đối phương nhận ra hai chúng ta sẽ không cao. Vừa nhìn là biết chúng ta không phải đạo gia và hồng nương, chúng ta hoàn toàn có thể giả bộ hồ đồ mà đi qua. Còn nữa, một khi hai chúng ta hành động xong, lập tức thoát thân ngay, không chờ đối phương đến tìm chúng ta. Công Tôn Bố khuyên, đừng làm rộn, đạo gia nói trời sáng chúng ta phải xuất phát ngay các ngươi cũng biết quy củ của đạo gia rồi không thể chờ được hắc mẫu đơn nói nếu trước khi trời sáng mà chúng ta còn chưa trở về huynh cứ việc theo ý của đạo gia mà rời đi chúng ta sẽ đến chỗ của thẩm thu gặp mặt mọi người công tôn bố nói muội tử muội đừng tự tiện chủ trương như thế chúng ta nên liên lạc với đạo gia nghe đạo gia quyết định đi hắc mẫu đơn nói bên cạnh đạo gia không có kim xí truyền tin làm sao mà liên lạc công tôn bố im lặng cuối cùng công tôn bố đành phải trơ mắt nhìn hắc mẫu đơn và đoạn hổ bay khỏi thuyền. Ông ta có ngăn cũng không được, bây giờ, phụ trách chỉ huy là hắc mẫu đơn, trong tình huống không có nghiêu hữu đạo, hắc mẫu đơn chính là đại diện cho nghiêu hữu đạo. Nàng ta nói làm sao thì làm như vậy, bóng đêm mông lung trải dài khắp thảo nguyên, hai bóng đen lướt đi trên thảo nguyên, sau đó dừng lại bên ngoài một nông trường, gọi người gác cổng. Hai vị có việc gì không? Người gác cổng nông trường hoài nghi hỏi một câu, đánh giá một nam một nữ trước mặt. Đêm hôm khuya khoắt, hai người này lại còn mang theo nón lá. Ta muốn mua hai con ngựa, người nữ lấy ra một tờ kim phiếu, có tiền thì dễ nói chuyện rồi. Người bên trong nông trường nhanh chóng hoạt động, chuẩn bị ngựa cho khách mua. Hai con ngựa được dắt đến, người nữ kiểm tra một chút, sau đó nói với người nam, đạo ra, được rồi. Hai người nhảy lên lưng ngựa, chạy vào trong màn đêm. Vừa ra khỏi nông trường, người nam hỏi, như vậy có được không? Người nữ đáp, chắc là được. Nếu đối phương muốn tìm kiếm, nhìn thấy nông trường chắc chắn sẽ nghe ngóng. Lửa rốt cuộc cũng đã được dập tắt, nông trường cũng toàn là cho tàn. Đám dân du mục bắt đầu tìm kiếm súc vật bị thất lạc khắp nơi dưới ánh trăng. Từ dung đang đứng bên cạnh đống cho bỗng nhiên ngẩng đầu, đột nhiên thấy được mấy con chim lớn xẹt qua bầu trời. Chưa đầy một lát, một con kim xí bay đến, rơi vào tay từ Đức Hải. Từ dung thấy vậy, vội vàng bước nhanh đến, nhìn qua mật tín một lần, từ Đức Hải liền bất mãn từ dung đến gần hỏi thế nào từ đức hải đáp bên trên có trả lời hình như đã phát hiện được tung tích của ngưu hữu đạo ở hướng cửu đạo xuyên từ dung hỏi tiếp vì sao lại là hình như từ đức hải nói trong thư không nói rõ nguyên nhân bên trên bảo chúng ta chuyển lời cho từ tiên sinh cứ kiên nhẫn chờ tin tức nếu phía kinh thành lên tiếng bọn họ sẽ cố hết sức phái người gần đó đuổi theo dưới bầu trời đầy ánh trăng hai bóng người bay lượn trên mặt biển rơi xuống một hòn đá ngầm cao ngất nhìn chung quanh một lát sau đó lướt đến chỗ con thuyền thấp thoáng đằng xa hai người không phải ai khác chính là nghiêu hữu đạo và quản phương nhi hạ thấp xuống thuyền nghiêu hữu đạo lấy thanh kiếm đánh ra một chiêu thức cửa khoang thuyền mở ra công tôn bố xuất hiện nhưng đối phương đứng chỗ khuất ông không dám xác nhận nhìn thấy công tôn bố nghiêu hữu đạo lột dâu quai nón xuống công tôn bố mừng rỡ vô cùng chắp tay nói đạo ra rốt cuộc ngươi cũng đã đến nghiêu hữu đạo nhìn xung quanh thở phào một hơi nói đúng vậy cuối cùng ta cũng đã đến đi thôi lái thuyền à công tôn bố khó xử đạo gia hắc mẫu đơn và đoạn hổ đã lên bờ vẫn còn chưa trở lại như hữu đạo đang định bước vào căn buồng nhỏ lập tức ngừng lại quay đầu nhìn vào bờ lên bờ công tôn bố thở dài hắc mẫu đơn lo người gặp nguy hiểm đã cùng với đoạn hổ lên bờ nói giúp người thoát khỏi nguy hiểm giúp ta thoát khỏi nguy hiểm như hữu đạo nhèm mắt quay hẳn người lại nhìn thẳng vào công tôn bố quát lớn tình huống như thế nào tiếng quát này khiến cho lục ly quân phải nhìn lại trước đó chúng ta nhận được tin tức yêu cầu chúng ta phải xuất phát vào lúc sáng sớm hắc mẫu đơn đoán rất có khả năng đạo gia đang gặp nguy hiểm công tôn bố đem tình huống lúc đó thuật lại rõ ràng quản phương nghi trước mắt trong lòng thổn thức mặc kệ hắc mẫu đơn làm đúng hay sai không thể phủ nhận nàng ta là một thuộc hạ trung thành trong thế đạo bây giờ người như vậy rất khó có được hồ nháo như hữu đạo mắng to đập thanh kiếm mấy lần xuống bong thuyền ta không cho thuyền cập bờ chính là muốn các ngươi chờ trên biển, bọn họ còn chạy lên bờ làm gì? Ai bảo các ngươi chạy lên bờ? Câu hỏi này khiến công tôn bố không biết trả lời như thế nào. Nhưng công tôn bố cũng đã nhìn ra, có thể khiến cho nghiêu hữu đạo tức giận như vậy, nguy hiểm là có thật, trong lòng không khỏi lo lắng cho đoạn hổ và hắc mẫu đơn. Sắc mặt nghiêu hữu đạo vô cùng khó coi, đi qua đi lại trên bong thuyền, thỉnh thoảng nhìn lên bờ, ánh mắt hiện lên sự lo nghĩ. Trước đó hắn đã cảm thấy rất lạ, sau khi thoát thân khỏi nông trường, hắn đi đường rất thuận lợi, hoàn toàn không cảm nhận được dấu hiệu bị theo dõi. chương 531, gặp nạn, hắn còn cho rằng là do hắn quá lo lắng, chứ hoàn toàn không có tình huống mà hắn lo sợ xuất hiện, một chút lực cản cũng không có. Bây giờ xem ra, hoặc là do hắn quá lo lắng, hoặc là nhờ hắc mẫu đơn phát huy tác dụng, giúp hắn dụ đám người truy lùng sang hướng khác. Đạo lý rất đơn giản, từ nguy hiểm tồn tại kia, từ thời gian tranh lệch, còn có trạng thái địch ta, hắn đã có thể đưa ra phán đoán nhất định. Chỉ mong là do hắn suy nghĩ quá nhiều, và hy vọng nguy hiểm sẽ không tồn tại. Bọn họ có mang theo kim xí hay không? Đứng trên mép thuyền, Nghiêu Hữu Đạo quay lại hỏi một câu. Công Tôn Bố trả lời, không có. Nghiêu Hữu Đạo hỏi tiếp, bọn họ có nói đi hướng nào không? Công Tôn Bố lắc đầu, không có, chỉ nói nếu chẳng may không chờ được, bọn họ sẽ đến chỗ đám người thẩm thu, và gặp mặt chúng ta ở đó đùng như hữu đạo lại chọc thanh kiếm trong tay xuống bong thuyền tức giận đến không chỗ phát tiết không có kim xí hắn không thể liên lạc được với hai người hắc mẫu đơn không biết bọn họ đi đâu cũng không cách nào tìm được bọn họ lục địa lớn như vậy chỉ dựa vào mèo mù đụng chuột chết thì chẳng khác gì mò kim dưới đáy biển hoàn toàn không thực tế đạo ra vậy chúng ta phải làm sao bây giờ công tôn bố hỏi một câu ý là có cần lái thuyền đi nữa hay không nghiêu hữu đạo cả giận nói còn có thể làm sao chờ quản phương nghi vốn muốn đùa giỡn một câu khi nhìn thấy địa điểm gặp mặt này bà ta có chút không vui cảm thấy nghiêu hữu đạo quá quỷ quyệt ngay cả đám người trần bá cũng không chịu tiết lộ rõ ràng là đang đề phòng nhưng bây giờ nhìn thấy nghiêu hữu đạo tức giận như vậy bà ta đành phải nén lại một dãy núi kéo dài vô cùng hiểm trở có tên cửu đạo xuyên dưới chân núi hai con tuấn mã đang rong ruổi đại tỷ không ổn rồi đoạn hổ đang ngồi trên lưng ngựa thỉnh thoảng quan sát bốn phía, đột nhiên kinh hô một tiếng. Hắc mẫu đơn quay đầu nhìn theo hướng đoạn hổ nói, chỉ thấy dưới bầu trời đầy ánh trăng, liên tiếp mấy bóng đen lướt qua, rõ ràng là loại chim cỡ lớn. Sắc mặt hắc mẫu đơn thay đổi, sự việc đã vượt ra khỏi dữ liệu của nàng ta. Nàng ta muốn gây ra động tính, sau đó chạy trốn vào nơi hiểm yếu, muốn dựa vào địa lợi để dễ dàng thoát thân. Nhưng nàng ta thật sự không nghĩ đến đối phương lại vận dụng phi cầm cỡ lớn để đuổi theo, thậm chí còn rất nhiều. Theo nàng ta được biết, một con phi cầm cũng có giá trên trời, hoàn toàn không ngờ sẽ có người vận dụng phi cầm cỡ lớn để đuổi bắt như vậy. Trước đó, nàng ta cảm thấy hy vọng thoát thân rất lớn, nhưng bây giờ đối phương sử dụng phi cầm cỡ lớn đuổi theo, tốc độ phản ứng nằm ngoài dự đoán của nàng, chưa được bao lâu đã đuổi kịp, không còn thời cơ để thoát thân nữa. Nàng ta không cho rằng những con phi cầm cỡ lớn này chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, không phải nhằm vào bọn họ. Nàng ta biết lần này phiền phức rồi, nguy hiểm thật rồi. Đi hắc mẫu đơn la lên một tiếng lao ra khỏi yên ngựa bay thẳng lên trên núi đoạn hồ cũng phi thân đuổi theo hai người bỏ lại ngựa ném luôn chiếc nón lá trên đầu lộ ra gương mặt hoảng hốt đào thoát trên không trung năm con phi cầm chia ra xung quanh tìm kiếm chợt cao chợt thấp một con phi cầm bay sát mặt đất lướt qua hai con ngựa không còn thấy người sau đó nghiêng người xải cánh bay lên không trung đuổi theo hai người đang chạy lên núi ép phi cầm kêu lên một tiếng bén nhọn cảnh báo bốn con phi cầm đang bay trên không trung lập tức chuyển hướng vô cánh tăng tốc độ đuổi theo rất nhanh hắc mẫu đơn và đoạn hổ đã chạy lên đỉnh núi một bên là một hạp gốc bên trong là dòng nước chảy xiết một con phi cầm xoay quanh trên đỉnh đầu hai người hai con thì vây quanh người một con bay xuống hẻm núi đối diện còn một con thì bay qua bay lại bên trên dòng nước trong hạp gốc trên năm con phi cầm có ba người đang điều khiển người nào cũng đội bồng đen che nửa mặt hoàn toàn không nhìn thấy rõ gương mặt nhưng từ bộ râu ria và nếp nhăn trên gương mặt bọn họ, xem ra tuổi tác cũng không nhỏ. Con đường chạy trốn đã bị cắt đứt hoàn toàn, đồng thời còn bị bao vây, trong lòng Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ vô cùng khẩn trương lẫn lo lắng. Nói bọn họ không sợ chính là giả, một người điều khiển một con phi cầm bay xuống đối diện hai người, nhìn kỹ dung mạo cả hai. Đối với người có kinh nghiệm mà nói, hai người này vừa nhìn là biết không có dịch dung. Rất rõ ràng, bất luận màu da và tư sắc của Hắc Mẫu Đơn hoàn toàn không hợp với quản phương nghi mà tuổi tác của đoạn hổ cũng không phù hợp với nghiêu hữu đạo, còn lớn hơn hắn, không thể nào là nghiêu hữu đạo được. Hắc mẫu đơn trầm giọng nói, các ngươi là ai? Vì sao lại đuổi theo chúng ta không buông? Các ngươi không phải nghiêu hữu đạo và quản phương nghi, các ngươi giả mạo bọn họ là muốn dụ chúng ta đi. Nói, nghiêu hữu đạo ở đâu? Người kia quát hỏi, hắc mẫu đơn nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi còn dám mạnh miệng, người kia lật tay đánh ra một trường, trường ảnh màu xanh to như mặt bàn đánh ra hai người kinh hãi, tránh cũng không thể tránh. Đối phương vừa ra tay, hai người đã biết thực lực của ông ta cao hơn mình. Nhưng hai người liên thủ sông sáo giới tu hành nhiều năm, cũng coi như phối hợp ăn ý. Hắc mẫu đơn dốc hết tu vi, song trưởng đánh ra. Hai tay đoạn hổ áp vào lưng hắc mẫu đơn, dùng hết một thân tu vi để trợ lực, chống đỡ công kích của đối phương. Oanh, trường ảnh màu xanh công phá phòng ngự liên thủ của hai người. Hai tay hắc mẫu đơn bị hất ra, có thể nghe được âm thanh xương cốt đứt gãy, nàng ta ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi ầm um, đoạn hổ đằng sau cũng bị dư chấn của hắc mẫu đơn cũng phun ra một ngụm máu nhưng đa phần lực công kích đều bị hắc mẫu đơn tiếp nhận đoạn hổ vẫn còn tốt hơn rất nhiều hai bóng người bị một trưởng đánh bay tuần tự rơi xuống dòng nước xiết bên trong hạp gốc phi cầm đang bay lượn bên trong hạp gốc liền bay đến một người phi thân ra lật tay lấy một viên dạ minh châu chui tọt vào trong nước đuổi bắt hai người đoạn hổ vừa mới rơi vào trong nước vội ôm trầm lấy hắc mẫu đơn đã mất đi sức chiến đấu, liều mạng thuận theo dòng nước xiết mà trôi đi. Gã biết con sông này có lẽ là hy vọng thoát thân duy nhất của cả hai. Sau lưng dường như có một luồng ánh sáng đang đuổi theo, khiến đoạn hổ luống cuống. Trong lúc hoảng loạn, tìm được bất cứ cơ hội nào, gã cũng sẽ không bỏ qua. Đây chính là bản năng cầu sinh. Tay của gã chạm đến một nơi không biết là cửa hang hay là lỗ hổng của vách đá, chỉ chui được một người. Đoạn hổ cũng không quản nhiều như vậy, một tay kẹp lấy hắc mẫu đơn đẩy vào bên trong. Thấy hắc mẫu đơn có thể chui hẳn vào trong, nói rõ bên trong còn có không gian, gã cũng vội chui vào. Sau khi tiến vào, gã phát hiện đây chính là một thủy động, cũng không biết rộng bao nhiêu, vội ôm lấy hắc mẫu đơn núp vào một chỗ, không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào, một tay che miệng hắc mẫu đơn, để mùi máu tươi từ miệng và mũi của nàng ta không bốc ra ngoài. Sau khi ánh sáng bên ngoài đã mất hút, đoạn hổ vội vàng lui về sau để thăm dò, lại phát hiện có một cái lỗ nhỏ ngay từ đầu gã không để ý đến cái lỗ nhỏ này cứ ôm hắc mẫu đơn bơi về phía không gian rộng lớn hơn khi hai người nổi lên khỏi mặt nước gã cũng không biết không gian bên trong rộng lớn bao nhiêu gã định ôm hắc mẫu đơn lên bờ nhưng nghĩ lại lại lặn xuống nước tìm đến lỗ nhỏ trước đó gã phát hiện không gian bên trong có thể chứa được ba bốn người vội nhét hắc mẫu đơn vào trước sau đó ôm một tảng đá lớn trong thủy động để sẵn bên ngoài khi gã chui vào lã liền kéo tảng đá chặn ngay cửa hang nho nhỏ này. Dòng nước chảy xiết ánh lên ánh sáng của Dạ Minh Châu. Một người ló đầu ra khỏi mặt nước, lắc lắc viên Dạ Minh Châu, sau đó lại lặn xuống lần nữa. Trên không lập tức có 10 người phi thân xuống, người nào cũng lấy Dạ Minh Châu ra, bắt đầu chia nhau tìm kiếm bên dưới. Chương 532, người của đạo gia, hai con phi cầm chờ một người tới lui kiểm tra bên trên con sông. Trên không còn có hai con chờ một người tuần tra trong núi gã áo đen đã ra tay trước đó đứng trên một con phi cầm đậu trên vách núi có người phát hiện được cửa hang mà đoạn hổ ẩn thân liền cầm dạ minh châu chui vào đoạn hổ đang trốn trong một cái lỗ nhỏ cạnh cửa hang lập tức khẩn trương gã có thể nhìn thấy có ánh sáng truyền qua khe hở của tảng đá đang che lỗ nhỏ trong tình huống cấp bách quyết định mà đoạn hổ làm đã hoàn toàn chính xác người tới không để ý đến cái lỗ nhỏ này sau khi chui vào trong động người đó đã bỏ qua tảng đá đang đặt ở một góc hẻo lánh tiến hành kiểm tra khắp nơi bên trong, nhưng không ngờ tới có người đang ẩn núp ngay tại cửa vào. Người tới nổi lên trên mặt nước, leo lên bờ, sơ viên dạ Minh Châu dò xét không gian sâu hơn 10 trượng bên dưới lần nữa, không bỏ qua bất cứ một động to động nhỏ nào bên trong. Kiểm tra qua một lần, không thấy có ai, người này mới nhảy xuống nước, bơi ra khỏi động, chui vào dòng nước chảy xiết, tiếp tục tìm kiếm nơi khác. Trốn trong cái lỗ nhỏ, đoạn hổ nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên bên ngoài. Gã biết người kia hẳn đã đi, nhưng gã không dám vọng động, vẫn tiếp tục trốn tránh. Cho đến khi cảm nhận được Hắc Mẫu Đơn đang hôn mê trong ngực sắp tắt thở, gã mới không thể không mạo hiểm đẩy tảng đá ra, kéo Hắc Mẫu Đơn chui ra ngoài, nhẹ nhàng ngoi lên mặt nước, sau đó ôm Hắc Mẫu Đơn lên bờ. Gã thi pháp khống chế không cho nước rơi xuống, bắt đầu tìm kiếm một không gian ẩn núp bên trong, lúc này mới tiến hành cấp cứu cho Hắc Mẫu Đơn. A, à, người áo đen trên vách núi ngửa mặt hét dài một tiếng. Âm thanh vang vọng khiến con phi cầm bên cạnh phải kêu lên một tiếng ếch sợ hãi. Một lát sau, một đám người đang tìm kiếm dưới dòng nước bắt đầu ngoi lên, bay đến bên này. Người trên phi cầm cũng từ trên không nhảy xuống. 15 người tập trung cùng một chỗ. Người áo đen vừa mới thét dài hỏi, có tìm được không? Một người đáp, địa thế nơi này phức tạp, bên dưới có không ít lỗ hổng bị dòng nước ăn mòn, tìm kiếm rất phiền phức. Người áo đen nói, ta đã tính sai rồi ông ta có hút hối hận vì đã đánh hai người kia rơi xuống nước ai không có việc gì sẽ không chạy đến nơi này không ai biết địa hình nơi này cả nếu biết sớm ông ta sẽ không ra tay đánh người bây giờ ngược lại tự gây phiền toái cho mình thấy mọi người đều lắc đầu biểu hiện không tìm ra người áo đen nói hai người kia không quan trọng quan trọng là nghiêu hữu đạo nếu chúng ta vì hai người đó mà tốn thời gian ở đây chúng ta mới thật sự trúng bẫy của nghiêu hữu đạo nơi này cách bờ biển không xa nếu còn lãng phí thời gian ở đây, Nhiêu Hữu Đạo sẽ chạy mất. Một người hỏi, hai người này rất có khả năng biết Nhiêu Hữu Đạo ở đâu, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua. Người áo đen nói, lưu lại một tổ tiếp tục tìm kiếm ở đây, những người còn lại bắt đầu đi tìm Nhiêu Hữu Đạo, không thể ở lại đây toàn bộ được. Lời này nói rất có lý, những người khác cũng không phản đối, chỉ để lại một tổ, bốn tổ còn lại nhảy lên phi cầm nhanh chóng rời khỏi. Đưa mắt nhìn đồng bọn biến mất trong bầu trời đêm, ba người còn lại chia nhau ra, hai người phi thân bay đi tiếp tục tìm kiếm một người còn lại điều khiển phi cầm ở trên không quan sát xuống bọn chúng không biết đoạn hổ đang núp tại một chỗ cách bọn chúng không xa bọn chúng cho rằng chỗ đó đã tìm rồi không cần thiết phải tìm lại lần nữa lúc này nấp trong một hang động đoạn hổ đang nôn nóng vô cùng hắc mẫu đơn chịu một trường của gã cao thủ kia thương thế quá nặng rất nhiều kinh mạch bên trong cơ thể đã bị đứt thành từng khúc ngũ tạng lục phủ cũng bị thương nặng nhờ cấp cứu Hắc Mẫu Đơn từ trong hôn mê tỉnh lại, phun ra thêm mấy ngụm máu. Đoạn Hổ lấy thuốc trị thương bỏ vào trong miệng Hắc Mẫu Đơn, thi pháp giúp nàng ta uống thuốc, rồi giúp nàng luyện hóa. Nhưng thương tích của Hắc Mẫu Đơn thật sự quá nặng, thuốc trị thương bình thường không mang lại hiệu quả gì, cái cần nhất bây giờ chính là linh đan kéo dài tính mạng. Không ổn rồi, đại tỷ, thương thế của tỷ quá nặng, không thể kéo dài được nữa. Đoạn Hổ đưa tay muốn ôm người lên, Hắc Mẫu Đơn kêu lên một tiếng đau đớn, lắc đầu, không được bọn chúng nhất định đang ở bên ngoài tìm chúng ta. Bây giờ chúng ta không thể ra ngoài, nhưng thương thế của tỷ không thể kéo dài được nữa. Đoạn hổ cuống đến phát khóc, hắc mẫu đơn yếu ớt nói, thực lực của những người kia quá mạnh, chúng ta ra ngoài cũng không có cách nào thoát khỏi. Một khi rơi vào tay bọn chúng, sẽ tạo thành phiền phức cho đạo gia. Đoạn hổ nói, tỷ là người của đạo gia, đạo gia mà biết được, cũng không muốn nhìn thấy tỷ xảy ra chuyện. Nếu tỷ xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với đạo gia người của đạo gia hắc mẫu đơn thì thầm rồi mỉm cười xem ra tất cả mọi người đều hiểu lầm nhưng hiểu lầm này đối với nàng ta mà nói thật sự rất đẹp đoạn hổ người nghe ta nói đi người bên ngoài rất có thể là người của hiểu nguyệt các trận chiến này chắc chắn là hiểu nguyệt các bày ra người của hiểu nguyệt các luôn giữ bí mật một khi chúng ta rơi vào tay bọn họ bọn họ sẽ không để một ai còn sống đến lúc đó hai chúng ta không thể sống nổi ôm hy vọng sống sót chỉ là lừa mình dối người hơn nữa còn rước lấy phiền phức cho đạo gia. Chắc người cũng đã nghe thấy thủ đoạn cậy miệng của Hiểu Nguyệt Các rồi chứ. Qua được trận này, hai người chúng ta còn có thể tiếp tục sống, tiếp tục bảo vệ đạo gia. Ngô Tam Lưỡng, lôi tông khang mới có đường để đi. Đoạn hổ, người làm rất tốt, có thể thoát khỏi ánh mắt của bọn họ. Người đã cố hết sức rồi, trời sáng, con thuyền vẫn lênh đênh trên mặt biển như cũ. Như hữu đạo cầm kiếm không hề nhúc nhích, đứng bên mép thuyền nhìn lên bờ. Quản Phương nghi luôn miệng châm chọc hắn cũng im lặng. Bà ta biết, thời gian kéo càng dài, đồng nghĩa với khả năng hai người kia gặp nạn càng lớn. Lúc này bà ta không yên phận mà lên tiếng, chẳng khác nào tìm rắc rối cho mình. Công Tôn Bố thỉnh thoảng cũng nhìn lên bờ, rồi thỉnh thoảng lại nhìn bóng lưng sừng sững của Ngưu Hữu Đạo, một bóng lưng phong trần mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, ông ta muốn nói rồi lại thôi. Lời muốn hỏi trời đã sáng rồi, có cần lái thuyền đi hay không đã không nói ra lục ly quân đang khoanh tay tựa cửa khoang thuyền lẳng lặng nhìn cảnh tượng đằng trước như có điều suy nghĩ cho đến khi mặt trời đã ra đến đường chân trời phát ra ánh sáng vô hạn công tôn bố mới bước đến sau lưng nghiêu hữu đạo đạo ra trời đã sáng rồi có cần đến chỗ hắc mẫu đơn đã nói hay không mặt nghiêu hữu đạo vẫn không thay đổi trầm giọng nói chờ với hắn mà nói hắc mẫu đơn và đoạn hổ chỉ có hai kết quả hoặc không có việc gì hoặc đã gặp nạn cho đến lúc này hai người vẫn chưa trở lại cũng chỉ có hai kết quả, hoặc gặp nạn, hoặc đã đến chỗ thẩm thu chờ bọn họ. Nếu là kết quả sau, có chờ thêm nữa cũng không có tác dụng. Nếu là gặp nạn, hắn tin rằng, nếu Hiểu Nguyệt Các bắt được hai người, sẽ không vội giết chết, sẽ còn ép hỏi hai người hắn đang ở đâu. Nghe đồn Hiểu Nguyệt Đan có khổ thần đan không gì là không khai ra được. Sau khi Hiểu Nguyệt Các khai thác được tin tức từ hai người, tất sẽ dẫn hai người đến xác minh. Hắn vẫn còn ở đây, nhất định sẽ có cách đối phó với Hiểu Nguyệt Các trong tay hắn đang có một con át chủ bài, có thể có cơ hội cứu hai người kia. Nếu hắn không ở lại, không quan tâm sống chết của hai người kia, tình huống của hắc mẫu đơn và đoạn hổ sẽ gặp nguy hiểm. Giá trị lợi dụng quá thấp, đối phương sẽ giết chết hai người. Nhìn tình huống bây giờ, hắc mẫu đơn và đoạn hổ giống như rơi vào tay hiểu nguyệt khác, cũng chỉ có hắn mới có khả năng cứu hai người bọn họ. Nhưng rốt cuộc là tình huống như thế nào, không ai biết rõ. Cũng chính vì tình huống không rõ, mới khó nhận biết. Chỉ khi nào nhận biết được tình huống, hắn mới có cách hạ thủ đối phương. Chương 533, thuyền, đạo gia đang chờ chúng ta. 21 người từ trên trời rơi xuống bờ biển, xếp thành một hàng, người nào cũng đội bồng đen. Bảy con phi cầm cỡ lớn đang xoay quanh trên không trung, ánh sáng chiếu xuống. Không bao lâu sau, lại có thêm ba con bay đến. 10 con xoay quanh trên không trung, sau đó bay xuống 9 người, gia nhập vào đội hình. Có phát hiện gì không? Không có hắn rõ ràng muốn thoát thân bằng đường biển đã mấy canh giờ trôi qua khoảng cách ngắn như vậy hắn đã xuống biển không còn khả năng ở trên bờ nữa biển rộng mênh mông làm sao chúng ta tìm được với thân phận của chúng ta cũng không thể cản hết tất cả các thuyền đang qua lại trên biển để kiểm tra không có phương hướng mục tiêu với số người ít ỏi bây giờ của chúng ta bay tới bay lui chẳng có mục đích trên biển như thế này chạy gãy chân cũng vô dụng hơn nữa người ta cũng chưa chắc lên thuyền cho dù lên thuyền cũng vô dụng thôi Tiểu Tặc kia không cảnh giác mới là lạ, chỉ sợ chúng ta lộ diện, còn chưa tiếp cận, còn chưa phát hiện ra hắn, hắn đã chui xuống biển rồi. Hai, có tìm tiếp cũng không có ý nghĩa, tiếp tục gióng trống khua chiêng sẽ kinh động đến các thế lực khác. Ngươi hãy truyền tin về báo cáo lại tình huống, chạy đoạn đường thật xa, huy động nhân lực, chỉ để có kết quả như thế này, là chúng ta đến muộn thôi, cũng không biết bên trên nghĩ như thế nào, người ta đã chạy đến biển mới bảo chúng ta hỗ trợ chặn đường còn nông trường bị hỏa thiêu kia nữa. Dù hết nhân thủ đang ẩn núp trong khu vực ra, ta đã sớm biết phong thanh đã bị tiết lộ. Mà cũng thôi đi, tập trung nhân thủ xong, lại còn đánh rắn động cỏ, sợ hắn chạy mất. Kết quả, hậu phương trống rỗng, mặc cho hắn muốn chạy sao thì chạy, ngay cả người cản còn không có, không biết bên trên đang dở trò quỷ gì nữa. Khẳng định là có nguyên nhân, bây giờ nói điều này cũng không có ý nghĩa. Đi thôi, 10 con phi cầm cỡ lớn lao xuống, đón 30 người bên dưới, sau đó vỗ cánh bay đi. Một ngày bằng một năm cũng không đủ để hình dung tâm trạng của đoạn hổ lúc này. Đối với gã mà nói, mỗi một giây một phút đều là sự dày vò vô tận. Hắc mẫu đơn bị thương như thế, gã chỉ biết canh giữ một bên, trơ mắt nhìn sinh mệnh của hắc mẫu đơn trôi qua từng chút một, nhưng rồi lại bất lực. Nhớ lại mọi người ở chung với nhau đã nhiều năm, gã là một người đàn ông, nhưng đã khóc không biết bao nhiêu lần trong bóng tối thế này. Hắc mẫu đơn bảo gã chờ, chờ cho đến khi kẻ địch đi rồi mới có thể ra ngoài chờ càng lâu càng tốt nếu không chẳng những không cứu được nàng ta tính mạng của hai người cũng khó mà giữ bàn tay đang giữ lấy vạt áo của gã không cho gã hành động thiếu suy nghĩ đang dần buông lỏng ra đoạn hổ vội đưa tay bắt lấy năm ngón tay hắc mẫu đơn quả nhiên đã buông ra đại tỷ đoạn hổ khẩn trương kêu một tiếng hắc mẫu đơn cũng không trả lời đoạn hổ nhanh chóng kiểm tra phát hiện hắc mẫu đơn đã hôn mê đoạn hổ nghiến răng rốt cuộc không quản được nhiều như vậy, không thèm quan tâm, nhanh chóng nhảy vào nước. Khi ngoi đầu lên tại một góc hẻo lánh, gã mới phát hiện trời đã sáng. Nhìn chung quanh không có động tính, gã vội leo lên vách núi, từ vách đá thỏ đầu ra thăm dò bốn phía, cuối cùng đứng trên vách núi phóng nhãn nhìn ra xa. Không còn ai tìm kiếm hai người nữa, cũng không biết là đã đi đâu. Đoạn hổ hối hận dậm chân, nếu sớm biết như thế, gã nên ra ngoài tìm hiểu tình huống mới đúng gã hận gã đã lãng phí biết bao nhiêu sinh cơ của hắc mẫu đơn gã quay lại trực tiếp nhảy từ trên vách núi xuống sau đó ôm hắc mẫu đơn từ dưới nước lên leo lên đỉnh núi gã vác hắc mẫu đơn sau lưng hai cánh tay của hắc mẫu đơn đã gãy cứ như vậy mà đong đưa đoạn hổ vội quá sau khi mang hắc mẫu đơn ra ngoài gã mới ý thức được không biết đi hướng nào người trên thuyền đã nói hừng đông sẽ xuất phát bây giờ là giờ gì rồi đến gặp mặt thẩm thu không thực tế Hắc Mẫu Đơn sao có thể kiên trì đến đó được? Bây giờ đi đâu đây? Thảo Nguyên minh mông, đi đến chỗ nào mới có thể tìm được nơi cứu Hắc Mẫu Đơn? Không biết có phải cảm nhận được ánh nắng kích thích hay không, Hắc Mẫu Đơn lặng lẽ mở mắt. Chờ một lát, nàng ta dường như thấu hiểu được tâm tư của Đoạn Hổ, yếu ớt nói thuyền, đạo gia đang chờ chúng ta. Đoạn Hổ không biết nàng ta dựa vào đâu mà kết luận đạo gia đang chờ bọn họ. Bây giờ gã tìm không thấy đường ra, chỉ có thể còn nước còn tát nghe theo lời nàng ta mà ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, vội cõng nàng ta trên lưng chạy ra biển. Trên đường đi, thỉnh thoảng máu từ mũi và miệng hắc mẫu đơn chảy ra, thấm ướt bờ vai đoạn hổ. Mặt trời treo trên cao đã hơi lệch hướng tây một chút. Chiếc thuyền vẫn đi qua đi lại trên biển, còn Ngưu Hữu Đạo thì vẫn đứng im bên mạn thuyền. Đạo ra, nhìn kìa, trên thuyền, công tôn bố vội vàng hét lên, chỉ tay ra biển. Ngưu Hữu Đạo nhìn theo, con người đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào bóng người đang lao vùn vụt trên mặt biển. Khi đến gần, thấy rõ đoạn hổ đang có một người trên lưng, công tôn bố giật mình, lập tức lách mình bay xuống tiếp ứng. Quản phương nghi nhìn như hữu đạo vẫn đang đứng bất động, nhìn gương mặt căng thẳng của hắn, nhìn bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, xương ngón tay bóp chặt đến mức trắng bệch. Cho dù là vậy, ánh mắt của Ngưu hữu đạo vẫn liếc nhìn lên bờ, vô cùng cảnh giác. Tâm trạng của hắn rõ ràng kích động vô cùng, nhưng vẫn có thể duy trì tỉnh táo, quản phương nghi nhịn không được hừ một tiếng, đúng là đủ biến thái mà. Đoạn hổ dường như rất mệt mỏi, một phần pháp lực còn lại tiêu hao không còn, nhưng vẫn nghiến răng liều mạng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Gã thấy thuyền vẫn còn, thấy công tôn bố chạy ra đón, thấy như hữu đạo đang đứng bên mạn thuyền. Đại tỷ suy đoán không sai, thuyền còn chưa đi, đạo gia quả nhiên đang chờ bọn họ. Đến giờ phút này, gã vốn không ôm hy vọng, nhưng đạo gia thật sự vẫn đang chờ bọn họ. Biết rõ có người đang lùng bắt, nhưng hắn vẫn tiếp tục chờ ở đây, gánh vác nguy hiểm đến cỡ nào. Nước mắt của đoạn hổ trào ra, miệng run rẩy, tâm trạng kích động khó mà nói nên lời. Gã cóng hắc mẫu đơn đã bất động trên lưng, gần như chạy trên mặt biển. Công tôn bố chạy đến, một tay đỡ gã, mắt nhìn hắc mẫu đơn sắc mặt trắng bệch đang hôn mê đằng sau, biểu hiện ngưng trọng, vội tranh thủ kéo hai người lên thuyền. Ba người vừa lên thuyền, công tôn bố lập tức đỡ lấy hắc mẫu đơn, để hắc mẫu đơn nằm thẳng xuống. Đoạn hổ dường như rất mệt mỏi, đặt mông ngồi phịch xuống sàn, nước mắt nước mũi chảy xuống, đạo ra, mau cứu tỷ ấy. Đạo ra, mau cứu tỷ ấy dùm, không cần gã nói, gần như đồng thời mấy cái tay rũi về phía hắc mẫu đơn, xem xét thương thế của nàng ta, ngay cả quản phương nhi cũng nhịn không được. Cảnh giới, lái thuyền, như hữu đạo quay sang nói với công tôn bố, công tôn bố lập tức rút tay trở về, đứng lên, cảnh giới bốn phía. Ông ta biết như hữu đạo lo lắng không phải là không có lý. Hai người trở về, rất dễ dàng bị người ta theo dõi ông ta đồng thời thủ thế với lục ly quân ra hiệu xuất phát lục ly quân quay người tiến vào trong khoang thuyền rất nhanh chiếc thuyền quay đầu tăng tốc độ theo gió vượt sóng mà đi sắc mặt quản phương nhi vô cùng ngưng trọng bàn tay đang đặt trên người hắc mẫu đơn chậm rãi thu lại rồi đứng lên nhìn chăm chú hắc mẫu đơn đang hôn mê trong lòng thầm than cô gái này không cứu được nữa rồi sắc mặt nghiêu hữu đạo rất khó coi đột nhiên ngẩng đầu gầm lên, có ai có linh đan kéo dài tính mạng không? Có ai có linh đan kéo dài tính mạng không? Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nghẹn ngào tự trách của đoạn hổ. Như hữu đạo bỗng nhiên nhìn quản phương nghi đang đứng bên cạnh, người luôn cẩn thận bảo vệ mình ở tề kinh, làm lái buôn bắt cầu rắt mối giúp người ta buôn bán rất nhiều thứ. Nếu gặp đồ tốt, lại trong tình huống đủ khả năng, người khẳng định sẽ không bỏ qua. Trên người người nhất định có thuốc trị thương rất tốt đúng không? chương 534, sóng biếc vô biên, quản phương nghi thở dài, không sai, ta có thiên tế đan, theo lý loại thuốc này rất có công dụng với vết thương của nàng ấy. Nhưng thương thế của nàng ấy kéo dài quá lâu, sinh cơ đã tiêu hao hết, cộng thêm kinh mạch của nàng ấy bị đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ cũng bị tổn hại. Dược hiệu được luyện hóa cũng không cách nào thông qua mạch lạc để truyền đi, khó mà phát huy tác dụng cho toàn bộ cơ thể. Người cảm thấy, cơ thể của nàng ấy còn có thể đợi đến khi thiên tế đan phát huy công hiệu chữa trị kinh mạch cho nàng ấy, rồi mới phát huy dược hiệu cho toàn bộ cơ thể không? Thương thế của nàng ấy kéo dài quá lâu, cứu không được đâu. Bây giờ, nàng ấy chỉ còn lại một hơi, không cần thiết bắt nàng ấy tiếp nhận sự thống khổ của dược hiệu. Như Hữu đạo nghiêm túc nói, người không thử làm sao biết cứu không được. Mau lấy ra đi, hắn nửa ngồi nửa quỳ đưa tay ra. Quản phương nghi chừng mắt nhìn hắn, lão nương đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó, có cho hay không là do lão nương tự nguyện, người hung hăng với ta làm gì? Lão nương cũng vì muốn tốt cho nàng ta, mắt người bị mù à. Nghiêu hiểu đạo lại đưa tay lần nữa, cả giận nói, bao nhiêu tiền, ta sẽ trả cho người gấp đôi, lập tức lấy ra cho ta. Mẹ kiếp, giống như lão nương thiếu nợ người vậy, ngoài miệng thì tức giận nói như thế, nhưng quản phương nhi vẫn tháo cái túi đeo sau lưng xuống, móc ra một cái bình sứ con, đổ ra một viên thuốc. Khi đưa đến, ánh mắt bà ta vô tình nhìn gương mặt hắc mẫu đơn, vội sừng sốt. Nưu Hữu đạo lập tức cúi xuống, có lẽ vừa rồi bị tiếng quát của hắn đánh thức, Hắc Mẫu đơn yếu ớt mở mắt ra, ảm đạm vô thần nhìn hắn, lại còn khẽ cười. Thời gian trôi qua lâu như vậy, gặp lại hắn, nàng ta liền biết hắn đã không bỏ mặc nàng. Khi nàng ta được đoạn hổ vớt từ dưới nước lên, nhìn thấy vị trí mặt trời, nàng ta biết đã sớm qua thời gian thuyền rời đi. Nhưng nàng ta cũng biết, chỉ cần đạo gia thuận lợi trở về thuyền, biết nàng ta không có ở đây, nhất định sẽ đợi nàng ta trở về nàng ta đã không nhìn lầm, đạo gia đang chờ nàng ta. Vừa rồi, như hữu đạo vì nàng ta mà tức giận lẫn phẫn nộ, nàng ta đều thấy hết, cũng nghe hết. Đạo gia, ta không có nhìn lầm người. Hắc mẫu đơn mỉm cười yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Câu không nhìn lầm người khiến khóe miệng quản phương nghi nhếch lên, nhìn như hữu đạo một chút, chợt dùng sức đập viên thuốc vào tay như hữu đạo. Còn hắc mẫu đơn vừa nói, khóe miệng lại có vết máu chảy ra. Như hữu đạo vội bóp nát viên thuốc, bên trong lộ ra một viên thuốc màu đỏ, mùi hương như thấm vào ruột gan lan tỏa vào trong không khí. Không nói hai lời, Nhiều Hữu Đạo lập tức đặt viên thiên tế đan vào trong miệng hắc mẫu đơn, sau đó dùng thi pháp trợ giúp nàng ta uống thuốc, rồi nhanh chóng giúp nàng ta luyện hóa. Dược hiệu rất nhanh phát huy, bên trong cơ thể toàn là nội thương, dược hiệu phát huy công dụng, khiến gương mặt hắc mẫu đơn hiện lên thần sắc khổ sở. Người cố gắng nhịn một chút rồi sẽ qua, Nhiều Hữu Đạo nhẹ nhàng an ủi. Quản phương nghi lại trợn trắng mắt, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy tên khốn này nói chuyện với người ta ôn hòa như vậy. Bên tai nghe được tiếng khóc quen thuộc, Hắc Mẫu Đơn cố gắng mở mắt nói: Đoạn Hổ, đừng khóc. Đoạn Hổ nhanh chóng bỏ tới, nước nở nói: Đại tỷ, ta xin lỗi, là ta vô dụng. Hắc Mẫu Đơn nói: Đừng khóc, ta rất vui, thật sự rất vui, chưa từng được vui như vậy. Chán Đoạn Hổ chạm vào khoang thuyền, vẫn cứ thút thít. Đạo gia, ngươi đừng nói nữa, không nên lãng phí tinh lực ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt chẳng mấy chốc ngươi sẽ khỏe lại không nói về sau sẽ không còn cơ hội để nói hai tay nghiêu hữu đạo nắm chặt thành quyền trong tay áo mặc dù hắn rất muốn cứu hắc mẫu đơn đã buộc quản phương nghi lấy ra thiên tế đan nhưng kết quả chữa trị cuối cùng như thế nào thật ra trong lòng hắn đã có đáp án thuyền lái đi chưa hắc mẫu đơn hỏi một câu muốn ngẩng đầu lên nhìn một chút nghiêu hữu đạo bế nàng ta lên bong thuyền đến gần đầu thuyền hắn ôm nàng ngồi đầu thuyền cùng nhau nhìn con thuyền lớn theo gió vượt sóng một đường hướng về phía trước một làn gió thổi tới sóng biển xanh biếc vô biên vô hạn đoạn hồ vẫn quỳ dưới sàn thuyền mà khóc công tôn bố vừa cảnh giác nhìn bốn phía vừa thỉnh thoảng nhìn hai người áo bay phần phật trên đầu thuyền lục ly quân trốn ở một chỗ tối trong khoang thuyền khoanh tay rửa tường nhìn hai người đằng trước quản phương nghi đeo tay nải lên hết nhìn đông rồi lại nhìn tây dường như có chút nhàm chán cuối cùng cúi người nhặt thanh bội kiếm mà Ngưu Hữu Đạo vứt trên bong thuyền, chậm rãi đến đầu thuyền, ngồi trên mạn thuyền, có vẻ ngắm phong cảnh, nhưng lại không ngừng liếc Ngưu Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn. Nhìn cảnh biển, ánh mắt dần dần đờ đẫn, Hắc Mẫu Đơn hỏi, ở trên biển lâu như vậy, bây giờ ta mới biết nó thật tốt. Đạo gia, ngài có bao giờ thích ta không? Âm cuối gần như không có. Ôm Hắc Mẫu Đơn, Ngưu Hữu Đạo cúi đầu nhìn nàng ta một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước, biểu hiện bình tĩnh, dáng vẻ thờ ơ. Quản phương nghi đợi một hồi, mông xê dịch trái phải, vội ho khan một tiếng, người điếc à, nàng ấy hỏi người có thích nàng ấy không kìa. Nghiêu hữu đạo vẫn không lên tiếng, biểu hiện vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn về phía trước, còn hắc mẫu đơn cũng không có phản ứng. Quản phương nghi đột nhiên run lên, đứng phát dậy tiến lên thăm dò, mới phát hiện hai mắt của hắc mẫu đơn đã nhắm vĩnh viễn. Quản phương nghi bịt miệng của mình, quay đầu nhìn về phía xa, hốc mắt đỏ lên. Ba người đứng trên đầu thuyền, một người ôm, một người được ôm, một người đứng. Mãi cho đến khi mặt trời lặn ở đằng Tây, như hữu đạo đột nhiên gọi lớn, đoạn hổ. Đoạn hổ mắt đỏ bừng bước đến, đạo ra, như hữu đạo vẫn bình tĩnh, ôm hắc mẫu đơn đã bất động, đưa lưng về phía gã, nhàn nhạt hỏi, người hãy nói cho ta nghe, chuyện gì xảy ra vậy? Ban đầu, chúng ta nhận được tin tức mà ngài gửi đến. Đoạn hổ đem đầu đuôi câu chuyện nói qua một lần, sau khi nghe xong, Nưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm biển cả bao la, xem ra đúng là người của Hiểu Nguyệt Các. Đoạn Hồ nói, ta cũng không xác định, nhưng đại tỷ nói chắc chắn là người của Hiểu Nguyệt Các. Hiểu Nguyệt Các quả nhiên danh bất hư truyền, Nưu Hữu Đạo không chút rúng động, chỉ tán dương một câu. Quản Phương nghi liếc qua một cái, phát hiện thái độ của hắn bình tĩnh đến mức khó tin. Trăng sáng nhô cao, ở sâu trong phù Phương Viên, tiếng đàn yếu ớt vang lên, âm vị nhuốm màu tang thương. Thương Ngọc ngồi một mình trước cây đàn, mười ngón tay hạ xuống dây cung, mắt không nhìn đàn, chỉ nhìn chằm chằm đằng trước, dường như vừa đánh đàn vừa nghĩ vấn đề gì đó. Đệ tử độc cô tĩnh bước nhanh đến, cúi người ghé vào lỗ tai của ông ta thấp giọng thì thầm. Tưng, dây đàn vang lên âm thanh giòn tan, bị đứt đoạn. Thương Ngọc cúi xuống nhìn cây đàn, độc cô tĩnh liếc mắt ra bên ngoài, thần sắc nghiêm lại, vội cúi đầu lui sang một bên. Thương Ngọc nhìn lại, chỉ thấy hai nô tỳ đã có tuổi cầm đèn lồng, đi cùng với một người phụ nữ xinh đẹp, Mỹ miều từ trong rừng trúc bước đến. Thương Ngọc nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn đánh đàn, cung kính chắp tay hành lễ, nương nương. Quý phụ phu nhân đảo mắt nhìn cây đàn đã bị đứt dây cung, thở dài, quốc sư có tâm sự sao? Thương Ngọc hạ thấp người nói, một việc nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục. Quý phụ phu nhân ngoắc tay một cái, nô tỳ liền đem hộp cơm đặt lên bàn. Bà ta nói, quốc sư vất vả rồi, ta tự tay nấu chút canh, xin đừng chê. Thương Ngọc nói, không dám. Quý phụ phu nhân quay người nhìn bầu trời đêm đầy ánh trăng, buồn bã nói, tần thời minh nguyệt, chiều nay chiếu sáng người nào trong thiên hạ. Thương Ngọc đáp, lòng người, tự có lúc thuận theo thiên địa. Người không mệt sao, cúc cung tận tụy đến chết mời rừng. Ta mệt rồi, quý phụ phu nhân nói xong, sau đó quay người đi. Thương Ngọc chắp tay, bước đến chỗ lan can, độc cô tính chậm rãi bước đến bên cạnh ông ta. Hai sư đồ đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi, chương 535, mang nàng về nhà một. Đại nội Hoàng Cung Tề Kinh, bên ngoài quảng trường Triều Đình, xe ngựa trở đầy lễ vật xếp thành một hàng dài, đều là xính lễ hô diên ra đưa tới. Hoàng đế, Hoàng hậu xuất hiện cùng một lúc, dạo một vòng quanh hàng xe xính lễ thật dài. Hạo Vân đồ mỉm cười, nhìn ra được ông ta thật sự cao hứng lẫn hài lòng. Sau khi nhìn qua danh mục quà tặng, Hoàng hậu cau mày, nói, bệ hạ, thần thiếp có câu này không biết có nên nói hay không. Nàng muốn nói thì cứ nói, không muốn nói thì đừng miễn cưỡng. Hạo Vân Đồ vỗ vào một cái dương bên trên một chiếc xe ngựa. Nhưng Hoàng hậu vẫn nói, Hồ Diên ra có chút vô lễ rồi. Bộ tầm đi bên cạnh không khỏi quay sang nhìn bà ta. Hạo Vân đồ giật mình, quay đầu lại hỏi, sao nàng lại nói như vậy? Hoàng hậu cầm danh mục quà tặng, đáp không phải thần thiếp chê lễ vật nhẹ, chỉ là con gái chúng ta tốt xấu gì cũng chỉ là trưởng công chúa, lại gả cho Hồ Diên ra bọn họ, nhưng thần thiếp nhìn kỹ lại lễ vật, nhìn thì như không ít, nhưng thật ra chẳng có thứ gì đáng giá chỉ sợ còn không bằng xính lễ của một đại phú gia bình thường thần thiếp không phải tham tài nhưng chẳng lẽ hô diên gia ngay cả làm dáng cũng không chịu làm sao hay là bọn họ cảm thấy làm vậy là thiệt thòi cho nhà bọn họ nàng suy nghĩ nhiều quá rồi quả nhân biết rõ vốn liếng của hô diên gia hơn so với nàng đúng là chưa chắc có thể so sánh với mấy hộ đại phú gia ngoài miệng thì nói như vậy nhưng tay hảo vân đồ vẫn cầm lấy danh mục quà tặng ngó qua chính vì ông biết vốn liếng của hô diên gia cho nên ông ta muốn nhìn xem thành ý của nhà bọn họ như thế nào ánh mắt ông ta lướt nhìn danh mục quà tặng khi nhìn thấy một danh mục không đáng chú ý xếp cuối ông ta khẽ gật đầu chỉ vào danh mục đó rồi hỏi hoàng hậu nàng có biết lai lịch cây đao này không hoàng hậu nghiêng đầu nhìn xem chiêu dương đao không phải là đao dành cho gia đình võ thuật sao hay còn có giải thích nào khác cho nó đúng là cách nhìn của đàn bà đao này không phải xính lễ của mấy đại phú hộ trong mắt nàng có thể so sánh được hạo vân đồ chỉ tay về phía hoàng cung đao này đủ để chống đỡ cả hoàng cung của quả nhân hoàng hậu chấn động hạo vân đồ nói bộ tầm mang đao đến đây vâng bộ tầm quay người bước đi rất nhanh hai tên thái giám mang thanh trường đao đến trên đao có rất nhiều vết cắt nhìn qua chẳng có gì thu hút bên trên có cột lụa đỏ chứng minh đây là xính lễ một tay hạo vân đồ cầm lấy thanh đao đông chuôi đao đánh thẳng xuống mặt đất, ông ta đưa tay sờ vết tích trên thân đao, chậm rãi nói, năm đó, Hồ Diên vô hận chỉ là một tiểu tướng xuất lĩnh 3.000 nhân mã đóng quân ngoài biên cương mà thôi. Đúng lúc gặp phải nước tấn đột nhiên xâm lấn, biên quân báo nguy, viện quân đầu tiên của bổn quốc không cách nào đuổi đến kịp. Hồ Diên vô hận đã dùng kế, dụ rất nhiều tu sĩ hộ vệ bên cạnh chủ soái quân địch ra ngoài, sau đó đào sông thả nước, nhấn chìm đại quân quân địch, lại thừa dịp đại quân quân địch đang lui về phía sau, phối hợp với một số tu sĩ, đích thân dẫn một ngàn kỵ binh đuổi theo tận 10 dặm, xông vào mấy vạn tàn binh đang mệt mỏi của quân địch, tự tay chém chết chủ soái của bọn chúng, là thượng tướng nước tấn biển tử tín. Trận chiến này chấn động thiên hạ, nâng cao uy danh của nước ta, còn 30 vạn đại quân của nước tấn thì sụp đổ, khiến cho nước tấn nguyên khí đại thương, nhiều năm sau đó cũng không dám xâm lấn lần nữa. Trường đao vung lên, lưỡi đao nằm ngang mặt hoàng hậu. Hoàng hậu bị hù dọa, vội vàng lui lại vài bước chém rơi thủ cấp điền tử tiến chính là thanh đao này. Hồ Diên vô hận nhất chiến thành danh, tiên hoàng đích thân triệu kiến, mượn thanh đao này của ông ta, múa đao trợ hứng trước mặt mấy chục vạn đại quân, tán dương đây chính là bảo đao trấn quốc, đồng thời hạ chỉ trọng thường, Hồ Diên vô hận tổ kiến kiêu kỵ quân. Kiêu kỵ quân ngày nay được ra đời như vậy đấy, hoàng hậu, bảo đao vì đại tề chúng ta xông pha chiến đấu, ngăn cản ngoại đích, chém giết thủ lĩnh quân địch, mấy xính lễ của đại phú hộ trong mắt nàng sao có thể sánh được. Không có thanh đao này, sẽ có bao nhiêu đại phú hộ cửa nát nhà tan xính lễ của một vạn đại phú hộ cũng không bằng đây chính là bảo vật gia truyền của hô diên gia ngay cả bảo vật gia truyền cũng lấy ra làm xính lễ đây mới là thành ý thật sự nàng còn ngại lễ vật nhẹ sao hoàng hậu thật sự không biết chuyện này hơi lúng túng nói bệ hạ nói đúng là kiến thức thần thiếp hạn hẹp nhìn thanh đao trước mặt hảo vân đồ hỏi bộ tầm thượng tướng quân sao có thể không có đao bộ tầm sững sờ không biết hảo vân đồ có ý gì cũng không biết phải làm thế nào, đành phải chờ ông ta nói tiếp. Hạo Vân đồ quay sang nhìn bộ tầm, thượng tướng quân lấy bảo đao chấn quốc làm xính lễ, quả nhân cũng phải có quả đáp lễ chứ. Mau triệu tập thợ thủ công lành nghề đến đây, quả nhân một rèn một thanh bảo đao đệ nhất thiên hạ tặng cho thượng tướng quân. Quân thần vĩnh bất tương phụ, vâng, bộ tầm lên tiếng, đồng thời tiếp lấy thanh đao Hạo Vân đồ đưa đến, sau đó chuyển cho hai thái giám đằng sau cất giữ. Khi rời khỏi hàng xe xính lễ, hoàng hậu lại hỏi, bệ hạ, người nên dành thời gian trông chừng Hạ Thanh Thanh. Con bé gây chuyện quá lớn, thần thiếp khuyên không được. Hạo Vân Đồ nói, vậy thì tiếp tục khuyên thôi. Quả nhân ngay cả xính lễ của Hô Diên gia cũng đã nhận, không dung loại không biết hối cải. Có một số việc có thể bỏ qua cho con bé hổ nháo, nhưng có một số việc không phải nó có thể quyết định. Quả nhân không hy vọng ngày đại hôn nó lại gây ra trò cười nào nữa. Hoàng hậu, nàng trông coi hậu cung, cũng phải cố hết sức. Nàng hưởng phúc của hoàng hậu, phải gánh trách nhiệm và nghĩa vụ của một hoàng hậu. Nếu nàng không muốn gánh vác nữa, có thể nói với quả nhân. Câu nói hời hợt như vậy nhưng lại khiến hoàng hậu khẽ run lên. Bà ta gượng cười, thần thiết biết rồi, thần thiết nhất định không để cho bệ hạ phải thất vọng. Được, quả nhân còn có việc, hôn sự cụ thể, cứ tìm bộ tầm để thương lượng. Hạo vân đồ nói xong liền bỏ đi, bộ tầm khom người trước hoàng hậu, sau đó đuổi theo. Trên đường, một thái giám vóc người khôi ngô đang chờ ở một ngã rẽ, chính là thái giám đã bắt lệnh hồ thu trước đó bộ tầm dừng bước sau khi nghe người kia thấp giọng bẩm báo ông ta chỉ dặn dò vài câu sau đó nhanh chóng đuổi kịp hạo vân đồ đi bên cạnh báo cáo bệ hạ nghiêu hữu đạo không tuân mệnh hồi kinh mà lại chạy đi bây giờ chắc hẳn đã rời khỏi nước tề hạo vân đồ giật mình quay người hỏi chuyện gì xảy ra vậy bộ tầm cười khổ tại một nông trường phía tây người của giáo sư đài có cản như hữu đạo lại thoạt đầu hắn còn hợp tác ai nghĩ đến khi trời tối hắn đột nhiên đốt sạch nông trường chỉ bằng một mùi lửa, thừa dịp hỗn loạn mà chạy mất, hướng đi không rõ. Khóe miệng hảo vân đồ co quắp lại, nghiêu hiếu đạo chạy là chuyện nhỏ, nhưng chuyện mà ông ta đã đồng ý với thương ngọc tiên sinh đã không hoàn thành, hơi bị mất mặt. Mặc dù đối phương chưa chắc sẽ truy cứu, nhưng nhiều ít vẫn có chút kỳ lạ, hắn chạy cùng với chiến mã. Ông ta đã hạ chỉ với nghiêu hiếu đạo, ông ta biết gọi một tu sĩ ngoại cảnh đến đây có chút không được hợp tình hợp lý. Gọi hắn về cũng là để có chỗ cậy vào. Ngưu Hữu Đạo vì chuyện chiến mã mà đến đây, chỉ cần chế trụ chiến mã của Ngưu Hữu Đạo, hắn tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bộ Tầm cũng cảm thấy lạ, hắn dường như không đặt tâm tư vào chuyện chiến mã. Các nông trường ngựa gần nhất cũng không có cái gì khác thường, cũng không bị hao hụt khỏi tầm khống chế. Hạo Vân Đồ nói, chứ hắn đến đây không phải vì chuyện chiến mã sao? Bộ Tầm đáp, theo lý, hắn đến đây là vì chiến mã. Với tình huống trước mắt, xem ra chỉ có hai khả năng hoặc hắn đã sớm âm thầm góp gió thành bão chuẩn bị xong một đám chiến mã nhưng để nuôi một lượng lớn chiến mã như vậy rất khó giấu được tai mắt của giáo sự đài ở các nơi hàng ngàn hàng vạn con ngựa không phải một bãi cỏ nhỏ là có thể nuôi nổi phải cần một khu vực lớn để chăn thả lại còn phải chữ rất nhiều cỏ khô trừ phi hắn đã sớm chuẩn bị trước đó nếu không bỗng dưng chữ hàng nhiều như vậy muốn không bị phát giác cũng khó còn có một khả năng nữa đó chính là hắn bỏ trốn chứ không phải rời đi hắn còn phải chuẩn bị một số chuyện cho chiến mã. Chương 536, mang nàng về nhà hai. Hạo Vân đồ hỏi, vì sao hắn lại chạy? Bộ Tầm đáp, hành vi gần đây của hắn có chút kỳ quặc. Liên quan đến thân phận hiểu nguyệt các của Lệnh Hồ Thu, thần đang tự hỏi việc lần này có liên quan đến hiểu nguyệt các hay không. Lệnh Hồ Thu là người của hiểu nguyệt các, ông ta ở lại bên cạnh Như Hữu Đạo là có ý gì? Lệnh Hồ Thu chắc chắn đã biết một thứ gì đó, và ông ta không muốn nhìn thấy Như Hữu Đạo sống chết cũng không chịu mở miệng. Lão nô cân nhắc, không biết ông ta đã dùng khổ thần đan với nghiêu hữu đạo hay chưa? Nói đến hiểu nguyệt các, Hạo Vân đồ hỏi, có tìm ra được kẻ giết đệ tử của tam đại phái không? Bộ tầm đáp, vẫn như cũ mà thôi, chỉ tìm được thi thể và di vật, toàn bộ đều bị diệt khẩu, ngay cả kim Xí đi cùng cũng chưa thả qua, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết. 15 đệ tử thì không nói, chỉ dựa vào ba con phi cầm chết bất đắc kỳ tử, lần này tam đại phái tổn thất không nhỏ rồi. Trên biển đêm đầy sao, một con thuyền đang rẽ sóng hăm hở tiến về phía trước quản phương nghi gõ cửa phòng nghiêu hữu đạo sau đó bước vào bà ta nhìn thấy nghiêu hữu đạo đang đứng chắp tay nhìn ra biển cả đằng xa trên giường là di thể của hắc mẫu đơn có mấy lời quản phương nghi không biết có nên nói hay không nhưng đã mấy ngày rồi bà ta quyết định vẫn nên nhắc nhở một chút đạo gia quản phương nghi lưu loát gọi một câu bà ta ít khi nào gọi hắn là đạo gia một cách nghiêm túc nghiêu hữu đạo cũng không quay đầu lại chuyện gì nói đi nhìn di thể của hắc mẫu đơn đằng trước quản phương nghi thở dài ta nói người nghe này ta biết chuyện của mẫu đơn cô nương khiến người rất khó chịu nghiêu hữu đạo cắt ngang ta khó chịu cái gì quản phương nghi hỏi lại người không khó chịu sao con người đều có thất tình lục dục đều có giận có buồn cho dù ngươi nói ngươi khổ sở cũng không ai cười ngươi nghiêu hữu đạo lắc đầu giang hồ tẩu mã gió cũng tốt mưa cũng được chuyện sinh ly tử biệt thấy đã nhiều sớm đã thành thói quen ta cũng không phải là không vượt qua được có khổ sở cũng không có ý nghĩa nếu như nhất định phải khổ sở có lẽ là lúc ta gặp nạn và chết đi được chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa chỉ là đường đến quận thanh sơn vẫn còn rất xa không biết sẽ phải ở trên biển bao lâu cứ để mẫu đơn cô nương ở đây cũng không phải là biện pháp ngươi muốn nói cái gì trước khi mẫu đơn cô nương lâm trung cũng đã nói được tung bay trên biển cũng rất tốt nàng ấy rất thích có phải ngươi nên cân nhắc thỏa mãn tâm nguyện của nàng ấy hay không xem biển cả như điểm đến cuối cùng cũng chưa hẳn là chuyện xấu bà ta nói lời này tương đối uyển chuyển nhưng thật ra là đang nhắc khéo nghiêu hữu đạo mai táng hắc mẫu đơn xuống biển có một số việc phải đối mặt với hiện thực khoảng cách xa như vậy thi thể sẽ bị thối giữa đến lúc đó sẽ buồn nôn như thế nào nhưng nói trắng ra thì không tiện cho lắm nghiêu hữu đạo quay người lại bước đến trước giường nhìn chăm chú vào gương mặt an tĩnh của hắc mẫu đơn bình thản nói ngươi sai rồi nàng không thích tung bay trên biển cả đời này nàng ấy đã bay quá nhiều rồi sau khi theo ta vất vả lắm mới có ngôi nhà đặt chân quận thanh sơn chính là nhà của nàng khi còn sống đã tung bay tại sao sau khi chết rồi lại còn bắt nàng ấy tung bay nữa ta muốn đem nàng về nhà ai cũng đừng cản ta có muốn cản cũng cản không được ta muốn dẫn nàng về nhà mang nàng về nhà quản phương nghi nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo cắn môi đối phương đã nói như vậy bà ta không thể nói gì được nữa một chữ cũng không nói ra được Cuối cùng, bà ta đành im lặng rời đi. Ngưu Hữu Đạo ngồi xuống bên giường, một bàn tay nhẹ ấn vào ngực Hắc Mẫu Đơn, thi triển càn khôn quyết. Gương mặt Hắc Mẫu Đơn vốn đang có một tầng xương lạnh, bây giờ lại duy trì gương mặt an tường như lúc mới ra đi. Bước ra khỏi căn phòng nhỏ trên thuyền, Ngưu Hữu Đạo chào công tôn bố một câu, sau đó bước lên đầu thuyền. Hắn nhìn thấy dưới bầu trời đầy sao, quản phương nghi đang cuộn tròn chân, nửa dựa nửa ngồi, một mình nhìn ngắm tinh hải vô biên vô tận, ngắm đến xuất thần tà váy cứ bay bồng bềnh trong gió. Như hiểu đạo không nghĩ bà ta lại ngồi ở đây, nghe được động tính, quản phương Nhi quay đầu lại nhìn, đột nhiên hỏi một câu, nhà của ta ở đâu? Như hiểu đạo cũng không trả lời câu hỏi này, hắn hỏi công tôn bố có tra rõ thân phận của những người trên đội tàu kia không? Có phải là người của hiểu nguyệt các? Công tôn bố đáp, không ai thừa nhận mình là người của hiểu nguyệt các, nhưng thân phận, bối cảnh của bọn họ đều rất phức tạp, dám tổ chức một đám người bối cảnh phức tạp làm việc này, không loại trừ hiểu nguyệt các muốn che giấu thân phận. Như hữu đạo nói, không chịu nói cũng đừng lãng phí thời gian với mấy con tôm này, giữ lại cũng chỉ phí đồ ăn. Truyền lệnh cho các đội tàu, chém hết toàn bộ. Sao, công tôn bố khẽ giật mình, giết sạch hết 300 người sao? Có cần lưu lại một số để cẩn thận kiểm tra lại không? Nói không chừng còn có thể tra ra được cái gì đó. Như hữu đạo nói, nếu thật sự là người của hiểu nguyệt các, Bọn họ ở đây đã nhiều năm mà không bị bại lộ, tất nhiên sẽ có biện pháp đề phòng. Bây giờ chúng ta không nên có động tác nào cả. Chờ đến khi bọn họ phát hiện đội tàu bị cướp, những người bị đẩy lên tuyến đầu này cũng sẽ bị giết chết, giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cứ giết chết hết đi, xem như đưa tiến hắc mẫu đơn. Một câu cuối cùng khiến công tôn bố không chần chừ nữa, chắp tay nói rõ. Như hữu đạo lại bồi thêm một câu, đừng để thi thể bị bại lộ trên biển, toàn bộ chặt thành từng khúc cho cá ăn bảo đoạn hổ đến gặp ta, 300 người toàn bộ bị chặt thành từng khúc, khóe miệng quản phương nghi rút lại, quay đầu nhìn hắn. Rõ, công tôn bố lại đáp, không bao lâu sau, đoạn hổ đến, mấy ngày nay, tâm trạng của gã rất tệ, như hữu đạo nói, đoạn hổ, tuy nói người chết như đèn hết bấc, nhưng thế gian khó tránh khỏi lưu lại tiếc nuối. Có chút thị phi cần phải chấm dứt, khi nàng ấy còn sống, nàng ấy không muốn nói ra một số chuyện thương tâm, và ta cũng không hỏi nhiều. Chồng trước của nàng ấy đã bỏ nàng ấy mà đi hưởng phúc khác. Còn nữa, hắc mẫu đơn đã từng nói với ta một việc, nói nàng ấy đã từng biến thành món đồ chơi cho một người đàn ông nào đó, từng phải chịu sự thiệt thòi quá lớn, thiếu chút nữa bỏ mạng. Việc này chắc người cũng biết. Nói cho ta biết, hai người kia là ai, ở đâu? Đoạn Hổ đang cúi đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng sừng sững đứng ở đầu thuyền, đối mặt với tinh không. Trong màn đêm, con thuyền vẫn trôi một cách tự do, không hề đốt đèn. Dèm trâu nửa cuốn lên, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy Tần Nguyên đang ngồi trước cửa sổ, tay bưng chén trà, chậm rãi nhấc một ngụm. Hồ nước gợn sóng, một người nhảy lên thuyền, tiến vào căn phòng nhỏ bên trên, nhẹ nhàng ngồi đối diện với Tần Nguyên, là Ngụy Trừ. Tần Nguyên cầm bình trà rót cho ông ta một chén trà. "Ngụy Trừ cảm ơn." Tần Nguyên hỏi, "Kim Vương, Ngọc Vương đã nói chuyện xong hết chưa?" "Đã nói chuyện rõ ràng." Ngụy Trừ gật đầu, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, "Ta không rõ ta tốt ở chỗ nào." đem ta đổi như vậy có hợp không? Tần Miên giải thích, đổi ngươi tất có nguyên nhân. Lần này, các chủ tự mình điểm tên của ngươi, muốn điều ngươi đến bên cạnh ngài ấy. Ta đoán, các chủ muốn có động tác với bên này. Ngài ấy cần người biết quyết đoán như ngươi. Ngụy Trừ Kinh ngạc hỏi, điều ta đến bên cạnh các chủ. Tần Miên gật đầu, sau này ngươi chính là người bên cạnh các chủ. Ngươi và ta tương giao nhiều năm, ta tự thấy mấy năm qua không làm gì có lỗi với Ngụy Huynh ngươi, Mong rằng sau này Ngụy huynh ở bên cạnh nói tốt cho ta nhiều hơn với các chủ. Ngươi nói quá lời rồi, quá lời rồi." Ngụy Trừ lập tức khiêm tốn, gương mặt không che giấu được sự hưng phấn, nhưng rồi lại lộ ra thần sắc khó xử, bưng chén trà lên nhấp mấy ngụm, hỏi, "Hành động này có tổn hại đến em gái của ta và Ngọc Vương không?" Chương 537: Vòng xoáy. Tần Miên đáp, "Không nên hỏi thì đừng hỏi, ta cũng không biết. Nếu có hành động gì, khi ngươi đến bên cạnh các chủ, ngươi sẽ biết nhiều hơn ta, không cần hỏi ta đâu." ngụy trừ suy nghĩ lại hai vị vương ra kia có gì nhắn nhủ hay không đừng để người tiếp nhận sau khó làm cũng không có gì một số việc quan trọng ta đã báo lên còn một số chuyện nhà người tiếp nhận biết hay không cũng không quan trọng dưới ánh trăng trong thuyền hai người ngồi đối diện nhau trò chuyện trò chuyện một chút ngụy trừ chợt cảm thấy cơ thể của mình hơi tê tê lỗ mũi hình như có chất lỏng chảy ra ông ta đưa tay lên chùi ngón tay dính đầy máu ngụy trừ giật mình đột nhiên đứng lên chỉ vào người đối diện, "ngươi." Cơ thể không ngừng lay động, xoạt, ông ta đụng lật cái ghế, lảo đảo chạy ra ngoài, cơ thể run lên, khó mà duy trì cân bằng. Ông ta còn chưa chạy ra khỏi căn phòng nhỏ, cơ thể đã cứng đờ. Ông nhìn xuống trái tim của một, một thanh kiếm xuyên qua trái tim, máu tươi chảy xuống. "Vì sao?" Ngụy Trừ Khổ sở hỏi, ông ta nằm mơ cũng không nghĩ đến Tần nguyên lại ra tay hạ sát ông ta. Bởi vì ông ta biết rõ vị trí của ông ta quan trọng bao nhiêu. Chỉ cần ông ta cẩn thận chú ý, ai cũng không có khả năng động lên đầu ông ta. Theo lý, ông ta phải là đối tượng được bảo vệ cẩn thận mới đúng. Ngụy huynh, ngươi và ta tương giao nhiều năm, ta cũng không muốn làm như vậy. Có thể nói, ngươi quá quan trọng, quan trọng đến mức không cho phép xảy ra bất kỳ một sai lầm nào, một chút xíu cũng không được. Cho nên, ngươi không thể lộ diện ở thế giới này. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là để ngươi hoàn toàn biến mất. Tần Nguyên thấp giọng thì thầm vài câu sau lưng ông ta sau đó rút thanh kiếm ra